Bắt đầu chưa nhỉ? Đã có ai chưa nhỉ? Đã có ai chưa? Đức Trung xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cùng giao lưu trong cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Các cô chú anh chị nào đang xem được video livestream này vui lòng có thể là bình luận xin chào ở dưới nhé, để Đức Trung biết rằng là các cô chú anh chị đang tiếp cận được đến video livestream này nha. Bình luận câu xin chào phía bên dưới ạ. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ tiếp tục. Vâng, chào anh Thắng Huệ. Các cô chú anh chị các bạn nào đang theo dõi video livestream này vui lòng chúng ta bình luận xuống bên dưới là câu xin chào nhé, để chúng ta biết được nhé. Vâng, chào anh Nguyễn Long. Trong buổi video livestream này chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau với các câu hỏi liên quan đến giải đáp các câu hỏi thắc mắc liên quan đến phong thủy nhà ở. Đối với phong thủy ngôi nhà đang ở rồi, hoặc là những ngôi nhà mà chuẩn bị các cô chú anh chị mong muốn xây mới trong năm 2020 này hoặc là năm 2021, đúng không ạ? Hiện tại chúng ta đang là tháng 6 dương lịch. Vâng, chào anh Hồng Quân. Chào anh Tiến Mùi. Hiện tại chúng ta đang ở tháng 7 dương lịch rồi, cũng là quanh quẩn đâu đó giữa năm rồi. Không biết là từ đầu năm rồi các anh chị và các bạn đã thực hiện được những cái mục tiêu gì rồi, đúng không ạ? Chào anh, chào chị Trí Tín Nguyễn nha. Không biết từ đầu năm rồi các cô chú anh chị chúng ta đã thực hiện được những mục tiêu nào rồi. Chúng ta xem là từ giờ cuối năm chúng ta còn mong muốn đạt những mục tiêu nào nữa để chúng ta cùng gặp nhau trong cái khóa kích tài lộc 2021 chẳng hạn, cùng gặp nhau rồi chia sẻ năm vừa rồi em làm được nhiều thứ lắm, đạt được nhiều thành tích, kiếm được cũng kha khá chẳng hạn, đấy có phải vui không? Chào anh Luyện Bắc nha. Chào anh, không biết là chào anh chào chị đây, Vân A Đinh nhỉ. Các cô chú anh chị chúng ta chia sẻ video livestream đến với nhiều người hơn nha, bởi vì rằng là cũng không có nhiều cái cơ hội để mà Đức Trung hay là thầy Tam Nguyên cùng giao lưu trên livestream chia sẻ với các cô chú anh chị những cái kiến thức về phong thủy. Và bất cứ cái câu hỏi nào của các cô chú anh chị đặt ra trong buổi livestream này, Đức Trung sẽ cố gắng là giải đáp một cách tận tình nhất để các cô chú anh chị có thể hiểu được những cái nguyên lý, những cái quan điểm ở trong phong thủy chính phái như thế nào. Chúng ta mục đích là chúng ta yên tâm hơn trong cái quá trình chúng ta ứng dụng phong thủy, cũng như là quá trình chúng ta xây dựng làm nhà, xây dựng lên một cái ngôi nhà hoặc là ngôi nhà chúng ta đang ở, thì có những cái băn khoăn trăn trở gì về phong thủy chúng ta có thể đặt ra câu hỏi. Đó, từ đầu năm giờ vẫn bình bình anh Trung ơi. Bình bình là tốt rồi. Úi dồi ôi, năm nay năm đại dịch Covid đấy, anh Bắc ạ, anh Luyện Bắc ạ, năm nay năm đại dịch Covid, Việt Nam là chính phủ là quá là xuất sắc trong cái việc điều phối chấn chỉnh cái đại dịch này, chứ các bên nước khác bây giờ vẫn còn loằng ngoằng lắm. Rất nhiều các cô chú anh chị khách hàng của Phong Thủy Tam Nguyên ở bên nước ngoài, ở bên Việt Kiều ạ, bên Úc, rồi là bên Mỹ, rồi bên Đức vẫn còn rất là đang vất vả trong cái việc chống dịch luôn. Việt Nam chúng ta là rất là cố gắng, rất là tốt rồi. Vừa rồi là khoảng 20.000 doanh nghiệp phá sản. Khoảng 20.000 doanh nghiệp phá sản trong cái đại dịch Covid vừa rồi là một năm rất là vất vả. Tuy nhiên là nếu như mỗi một doanh nghiệp nếu như có cái chiến lược phát triển doanh nghiệp và quản trị tốt thì về cơ bản rằng là cũng sẽ vượt qua được cái đại dịch một cách nó yên tâm, nó an toàn. Đấy. Càng doanh nghiệp bị chi phối nhiều bởi chuỗi cung ứng thì trong cái đại dịch này thì càng vất vả trong cái việc chống nó. Bởi vì là đứt một cái mắt xích cái là các mắt xích còn lại nó bị đơ, nó bị dừng lại. Rất nhiều các ông trùm trong các lĩnh vực khác nhau thì năm nay đều vất vả, đặc biệt là trong cái tháng vừa rồi thì báo cáo rất nhiều các doanh nghiệp bị phá sản, vất vả lắm. Nào, chúng ta cùng từ giờ đến cuối năm, không biết là từ giờ đến cuối năm thì các cô chú chị nào có mong muốn chúng ta xây nhà không? Từ giờ đến cuối năm thì chúng ta còn tháng 7 âm. Tháng 7 âm thiên hạ đồn thổi là tháng cô hồn, nhưng mà cũng không có gì phải lo đâu. Nghe giang hồ đồn thổi tháng cô hồn là tháng không được làm gì cả, không được động thổ, không được nhập trạch, không được cất nóc gì luôn. Phải qua tháng này thì mới làm nhà được. Nghe có đúng như thế không? Theo phong thủy chính phái như thế nào? Chúng ta còn tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 12. Về cơ bản các tháng cuối thì tháng 11, tháng 12 thì nhiều người cũng lo ngại năm cùng tháng tận thì dở dói ra xây nhà thì nó cũng ngại. Thì về cơ bản nó ngại thật.
thì không biết là còn một trong một vài tháng tới đây thì các cô chú anh chị nào mong muốn xây nhà trong năm 2020 không ạ? Hoặc là 2021. 2021 chúng ta có dự định triển khai xây dựng nhà. Và là hiện tại ngôi nhà các cô chú anh chị hiện tại đang có những cái vấn đề gì, chúng ta hoàn toàn để đặt câu hỏi để giao lưu với lại Đức Trung và giao lưu với Phong Thủy Thái Nguyên. Trao đổi thoải mái nha. Trao đổi thoải mái, đừng có ngại. Đừng có ngại đặt những câu hỏi mà cho rằng là câu hỏi này của em đặt ra là hơi ngô ngố, thế cho nên là cũng không dám đặt. Câu hỏi này của tôi hình như là đặt ra cũng hơi ngại ngại, cho nên cũng không dám đặt gì cả, thế cho nên là không biết hỏi cái gì. Đấy, bất cứ những cái thắc mắc trăn trở nào cô chú anh chị về phong thủy hãy cứ đặt câu hỏi để chúng ta giao lưu với nhau. Đấy, bắt đầu có một vài câu hỏi rồi đấy nhớ. Hơn nữa là rằng là các cô chú anh chị chia sẻ video livestream thì những cô chú anh chị nào mà vẫn chưa nhận được cái quà tặng của Phong Thủy Nguyên chính là cái tài liệu về xây dựng ekip như này ạ, thì chúng ta chia sẻ video livestream với nhiều người và sau đó nhắn tin đến fanpage để mà nhận quà nhé. Đây là bộ tài liệu xây dựng ekip được Đức Trung tổng hợp từ năm 1956 Bính Thân cho đến năm 2015 Ất Mùi luôn. Tất cả các cái tuổi nằm trong bộ xây dựng ekip như thế nào đều được thể hiện rất rõ ở trong này. Ví dụ hạn từng cái tuổi này, đây là các tuổi của thân chủ này, thì ở đây là các cái tuổi hợp như thế nào này, tuổi nên tránh như thế nào này, được trình bày cực kỳ rõ luôn ở trong cái bảng này. Thì các cô chú anh chị chỉ cần chia sẻ video live stream và sau đó nhắn tin đến fanpage thì sẽ được đội ngũ nhân viên trợ lý sẽ gửi cái bảng này hoặc là nhắn tin qua fanpage và để lại số điện thoại Zalo nha, thì đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và sau đó thì gửi tặng các cô chú anh chị cái tài liệu này rất là tốt. Đấy, có cái tài liệu này trong tay ấy, là cô chú anh chị gần như là hơn một loạt các thầy bà ngoài kia luôn. Đấy, mấy ông thầy bà ngoài kia có khi bấm nạp âm bản mệnh còn sai bét tè là nhà. Đấy, nhưng mà có cái tờ tài liệu này trong tay các cô chú anh chị tra tuổi rất là dễ. Rồi, bắt đầu đi vào một vài câu hỏi đầu tiên nhá. Anh Nguyễn Long câu hỏi này. Anh Nguyễn Long đặt câu hỏi này cho mình, hỏi là mình xem 1980 canh thân nhà ở hướng Tây 270 độ, chính Tây luôn, chính Dậu luôn, tọa mão hướng Dậu đúng không ạ? Cho mình hỏi là phòng khách nhà mình có thể đặt hoặc chơi được bể các cảnh hay không, vị trí nào đúng không ạ? Để số điện thoại. Ok Nguyễn Long, câu hỏi của anh như sau. Với cái việc mà anh mong muốn bày cái chậu cá cảnh ở trong phòng khách ạ, bày chậu cảnh trong phòng khách, thì người ta vẫn luôn trong phong thủy chính phái người ta luôn có một cái quan điểm nhất định như sau, đó là nhất vị nhị hướng. Quan trọng nhất là, vâng, anh chị Đoan Nguyễn cứ chia sẻ video livestream đến với nhiều người, cố gắng chia sẻ lên tường cá nhân này, chia sẻ đến các hội nhóm này, chia sẻ đến những người bạn của mình này, và sau đó thì nhắn tin sang cho fanpage và để lại số điện thoại, và tôi muốn nhận tài liệu để số điện thoại thì các bạn trợ lý các bạn sẽ kết nối Zalo và sau đó gửi anh nhé. Quay lại với câu hỏi của anh Nguyễn Long, đó là nên đặt vị trí có chơi bể cá cảnh được không, đặt vị trí nào. Đúng rồi, trong phong thủy thì người ta nói một cái khái niệm rất quan trọng, đó là nhất vị nhị hướng. Quan trọng nhất là vị trí và sau đó mới đến hướng. Vị trí ở đây là chúng ta tính trong cái nội cục của cái phòng khách, thì cái vị trí nào chúng ta đặt được cái bể cá đấy, thì dĩ nhiên cái vị trí của bể cá chúng ta luôn tính toán dựa trên hai cái yếu tố, đó là xét trên cả yếu tố về hình thế, tức là xét trên cả yếu tố về cái bố cục xung quanh của cái vị trí bể cá đấy với các cái khối cục xung quanh như thế nào, cũng như là cái xét theo yếu tố về lý khí, tức là yếu tố các cái phương vị mà có yếu tố khí đóng quản thì nó ra làm sao. Thì đối với vị trí bể cá thì trước tiên xét về yếu tố về hình thế, về loan đầu thì dĩ nhiên anh cần phải tránh, bởi vì bể cá nó mang có hành thủy mà nó động, thì anh cũng cần phải tránh với cái việc là bể cá anh đặt đối diện với lại ban thờ chẳng hạn. Nếu như ban thờ của anh đặt ở dưới phòng khách thì ban thờ nó không được đối diện bể cá, hoặc là bể cá cũng không đặt ở dưới ban thờ được, kiểu vậy. Đấy, đó là một số những cái lưu ý về cái bể cá. Ngoài ra bể cá cũng không nên đặt đối diện với lại là bếp, hoặc là không nên đặt đối diện với lại là cửa của nhà vệ sinh đó, kiểu thế. Đối diện bếp thì thủy hỏa nó tương xung, còn đối diện với nhà vệ sinh thì mở cửa nhà vệ sinh ra thì uế khí bên trong nó sọc ra, thì về cơ bản là cá thì cũng một thời gian thì cũng tèo nốt. Cái này kinh nghiệm qua một vài gia chủ rồi thiết kế cái bể cá âm tường á. Nhưng thiết kế cái bể cá âm tường này, bể cá âm tường thì nó đối diện với cái cửa nhà vệ sinh ở chỗ vị trí cầu thang. Thế là chả mấy mà cá chết hết. Chả mấy mà cá chết sạch. Do đó một số cái như thế thì chúng ta cần phải tránh đối với cái yếu tố về loan đầu. Còn nếu đối với yếu tố về lý khí thì anh cần phải lưu tâm như sau. Ví dụ chẳng hạn, chúng ta xét về cái nội cục ở trong phòng khách thì mỗi một năm thì các cái thiên tinh nó đáo đến các vị trí khác nhau, thì chúng ta nên tránh các vị trí mà sao hung tinh nó đáo đến. Ví dụ là bể cá nó thuộc thủy thì chúng ta cũng nên tránh các cái vị trí của sao ngũ hoàng và sao nhị hắc nó đáo đến hàng năm. Các vị trí của ngũ hoàng và đại sát đáo đến hàng năm thì chúng ta cần phải tránh cái vị trí đấy.
Đấy. Tuy nhiên là nếu mà xét theo huyền không phi tinh như này thì mỗi một năm chúng ta lại di chuyển bể cá một lần hay sao? Nếu mà di chuyển được thì ok cũng tốt, bởi vì bể cá nó có cái công năng trong phong thủy rất là hay, trong cái việc nó lấy yếu tố thủy để dẫn khí thì nó mang yếu tố kích hoạt được cái yếu tố tài lộc, đặc biệt là kích hoạt đào hoa, đặc biệt là kích hoạt đào hoa. Do đó rằng là nếu như anh mong muốn rằng là cái yếu tố về 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 cái yếu tố về vui vẻ hòa hợp trong gia đình thì anh cũng có thể là bài trí cái bể cá này ở một số những cái phương vị nhất định của anh chẳng hạn, ví dụ ở phương tài lộc anh cũng có thể đạt được. Ví dụ như 1980 canh thân thì phương tài lộc anh nằm ở vị trí phương thân, là vị trí phương tây nam, cụ thể là 247,5 độ thì anh cũng có thể đạt được cái này. Đấy, anh có thể đạt được bể cá này. Tuy nhiên là xét theo lưu niên năm đấy, nếu như có cái sao mà hung tinh, ví dụ như là tam bích rồi là nhị hắc hoặc bệnh phù, nhĩ bệnh phù hoặc là ngũ hoàng đại sát nó đáo đến thì chúng ta cũng nên tránh nó đi. Đấy, chúng ta nên tránh nó đi. Thì cái này nên có cái công năng trực tiếp của cái nhà của anh Long ạ. Nên có công năng trực tiếp, bản vẽ trực tiếp của nhà anh thì mới có thể rằng là tính toán được cho anh cái vị trí đặt bể cá sao cho nó phù hợp. Và nếu như có cái công năng bản vẽ của nhà anh ấy, thì phong thủy Thái Nguyên có thể tư vấn cho anh cái vị trí bể cá mà anh đặt cố định được luôn, tức là cứ đặt đấy thôi không cần di chuyển đó. Thì cái này nên có cái bản vẽ công năng mặt bằng kết hợp với hướng nhà và có thông tin của gia chủ, thì về cơ bản ở đây rằng đã có hai thông tin là tuổi anh 1980 hướng tây rồi, nhưng mà thiếu bản vẽ nữa thì anh inbox qua fanpage và anh để lại, anh nhắn cái bản vẽ của anh qua nhé. Đó, thì ok. Anh Tiến Mùi, nhà mình đang dự định xây tháng này, anh xây hướng gì anh? Rồi, anh xây hướng gì ạ? Bởi vì cái việc mà chúng ta xây nhà là chúng ta cần phải tính toán trên yếu tố tháng vượng để xem là cái hướng đấy chúng ta triển khai, thứ nhất là triển khai trong năm 2020 này có làm được không, và làm thì nên chọn vào cái tháng vượng nào để chúng ta triển khai. Đó, anh triển khai trong cái tháng 6 này là tháng Mùi thì xem là có hợp lý hay không. To hơn tí ạ. Ồ, vẫn bé sao nhỉ? Các anh chị có nghe rõ được cái video livestream này không ạ? Bởi vì em thấy một số anh chị bảo là nói to hơn tí. Thì không biết là có nghe rõ không? Anh chị nào nghe rõ thì comment là nghe rất rõ của em cái. Anh Tiến Mùi ạ, do đó là anh muốn xây, anh xây trong cái tháng 6 này là cái tháng tháng Mùi, thì chúng ta xem là hướng nhà anh là hướng gì, xem triển khai tháng Mùi nó có được vượng hay không. Đấy, rồi anh Văn A Đinh có câu hỏi là tôi sinh năm 1963 Quý Mão, nhà hướng Tây Nam 220 độ có hợp không? Nhà hướng Tây Nam xét theo Định Long Tam Hợp Phái. Cái này chúng em tất cả những cái yếu tố chúng em xét về hướng có hợp với tuổi hay không là chúng em xét theo trạch. Chúng em xét theo trạch. Trong phong thủy chính phái người ta xét theo trạch, tức là trạch nhà xét theo tọa và hướng. Thì đối với tam hợp phái người ta xét theo long, tức là xét theo tọa, chẳng qua là ở đây là nói hướng để cho các anh chị hiểu dễ hơn thôi. Thì đối với tuổi 1963 Quý Mão của anh Văn Na Đinh á, thì nếu có cơ hội mà anh lựa chọn một cái trạch đất mà hợp long hợp tuổi với anh thì anh có thể lựa chọn cái hướng nam hoặc là hướng đông bắc thì nó vượng hơn, còn hướng tây nam thì vẫn cả bình thường. Không xấu. Đấy, không xấu, nhưng mà có được đẹp phong thủy hay không á là còn phải khảo sát trước đã. Các anh chị thông qua video này thì các em cũng lưu tâm các anh chị rằng là chúng ta cũng không có nên quá lo lắng về cái việc hướng nhà có hợp với tôi hay không. Bởi vì rằng là trong phong thủy chính phái, phong thủy chính tông, phong thủy cao cấp không bao giờ ứng dụng những kiến thức kiểu như là hướng diên niên rồi thiên y rồi sinh khí rồi ngũ quỷ rồi phục vị hóa hại gì gì đâu. Do đó là các anh chị không phải lo yếu tố đấy. Em biết rất nhiều các anh chị ví dụ quan tâm đến hướng nhà hợp tuổi hạn là lên trên mạng, lên trên Google là tìm kiếm kiểu là tôi 1963 Quý Mão là ở nhà hướng nào, rồi ra vô vàn các cái hướng rằng là 1963 Quý Mão, quẻ đài, cung chấn rồi là hợp đông tứ mệnh, do đó ở nhà đông tứ trạch phải chọn hướng đông nam rồi là này kia cho nó thiên y rồi sinh khí rồi phục vị rồi là tránh mấy hướng này họa tuyệt mệnh, tất cả những cái đấy đều là man thư, đều là ngụy thư hết. Đối với phong thủy chính phái, phong thủy cao cấp không có ông thầy nào ứng dụng bát trạch minh cảnh trong cái việc định long định hướng cả. Do đó rằng là cái đấy kiến thức cái đấy các anh chị đọc vui vui đọc xong bỏ qua, không ứng dụng được. Đấy, bởi vậy cho nên rằng là trong phong thủy dương cơ, tức là phong thủy xây dựng ngôi nhà ở trên mặt đất ấy, người ta cũng không sử dụng, đặc biệt âm phần mà ông thầy nào mà ứng dụng bát trạch minh cảnh và âm phần nữa là ngáo luôn. Bởi vậy cho nên rằng là các cô chú anh chị cứ lấy quan điểm này để mà soi xét ông thầy, ví dụ là mời một ông thầy nào bất kỳ về tư vấn mộ phần như này mà quay ra mà lại tư vấn cho gia chủ rằng là nhà anh là tuổi này, anh là cung này cung kia, cho nên anh là đông mệnh tứ mệnh này kia, thôi tốt nhất là thầy đi về. Đấy, tôi không cần tư vấn kiểu thế.
Do đó là không có diên niên thiên y sinh khí phục vị hỏa tiệt mệnh gì đấy đâu. Đối với tuổi 1963 Quý Mão, anh có thể lựa chọn hướng nhà hướng Nam hoặc là hướng Đông Bắc thì sẽ ok hơn. Hướng Tây Nam thì về cơ bản bình thường. Tuy nhiên hướng Tây Nam trong cái vận 9, trong vận 9 kéo dài từ năm 2023 cho đến 2044, là vận 9 là sao Cửu Tử nhập trung cung, thì trong vận 9 đấy thì trục Đông Bắc Tây Nam này là rất vượng. Do đó rằng là đối với cái nhà hướng Tây Nam này của anh về cơ bản không hợp long, nhưng mà vài năm tới nữa thì vào vận. Vài năm tới thì vào vận, thế cho nên ok. Vài năm tới thì vào vận. Đó, còn lại nhớ thì còn lại là yếu tố kể cả phong thủy chính phái, phong thủy tam hợp phái chúng em ấy, hợp hướng nó chỉ là một yếu tố thôi. Đẹp phong thủy nó quan trọng hơn. Đấy, đẹp phong thủy nó quan trọng hơn. Tức là chúng ta xét ba yếu tố đó là Đắc Long này, Đắc Long, Đắc Thủy và Đắc Vận. Thì đối với cái việc mà Đắc Long, Đắc Vận thì là cũng được. Tuy nhiên là yếu tố về đẹp phong thủy, tức là yếu tố về thủy pháp, về khảo sát cái cách cục đất đấy nó phải đẹp phong thủy thì nó quan trọng hơn. Chứ nếu mà các cô chú anh chị chọn một cái nhà nó hợp hướng á, mà chọn cái nhà hợp hướng mà lại xấu phong thủy, về nhà khảo sát là bên bên này sát, bên kia sát khí rồi sát loang toang quăng vào thì ở cái nhà đấy chịu chết, người ta gọi là chết vì hợp. Ở nhà hợp hướng mà, ở cái nhà hợp hướng mà lại xấu phong thủy thì chết vì hợp. Giống như việc là các cô chú anh chị lấy được một cô con, cưới được cô con dâu về đúng không? Cô con dâu là hợp tuổi với con trai mình lắm, hợp lắm. Ừ, nghe thầy bói bảo là hợp lắm. Chúng là nhà hợp lắm, về nhà úi rồi cô con dâu là mẹ láo toét. Suốt ngày cãi chồng, cãi bố mẹ. Thế thì hợp làm cái gì đúng không ạ? Hợp làm cái gì đúng không? Hợp với loại đấy thì hợp làm cái gì? Do đó là hợp hướng nó không phải là yếu tố quá lo lắng nhé. Các cô chú anh chị quan tâm thì cũng có thể nhắn tin qua fanpage để mà đội ngũ trợ lý tư vấn thêm xem là hợp hướng nào. Tuy nhiên là đẹp phong thủy là phải qua khảo sát, tức là phải về khảo sát cụ thể ngoài nó ra làm sao, có được đẹp hay không. Còn không đẹp thì nó giải được thì thôi bán. Ừ, do nó như không ở đâu bán chứ hóa giải sao được kiểu thế. Rồi nam tuổi Ất Tỵ 1965, câu hỏi của anh Lâm Duy. Nam tuổi Ất Tỵ 1965 muốn xây nhà năm 2020 từ nay trên cuối năm tháng nào tốt? Tài liệu thì chúng em sẽ gửi qua cho. Anh xây nhà hướng nam tuổi Ất Tỵ 1965 anh muốn xây năm 2020 rồi, nhưng mà anh xây hướng nào ạ? À? Tại sao lại hỏi hướng? Đây là một trong những cái quan điểm rất quan trọng của phong thủy chính phái, của phong thủy tam nguyên chúng em đã trao đổi rất nhiều. Trước khi mà chúng ta quan tâm đến yếu tố đầu tiên về cái việc ngôi nhà đấy có làm được hay không, là nhà đấy và năm đấy có được vận hay không trước đã. Ví dụ chẳng hạn các cô chú anh chị cần phải cung cấp 3 thông tin. Thứ nhất rằng là thông tin của cô chú anh chị này là trạch chủ, là chỉ người đàn ông trong nhà chính thôi. Cái thứ hai là hướng nhà là hướng gì, bao nhiêu độ. Và cái thứ ba đó là năm muốn xây dựng. Tại sao lại là hướng nhà hướng gì bao nhiêu độ? Bởi vì một cái mặt la bàn nó hình tròn như này nó có 360 độ đúng không ạ? Chia ra từng độ một 360 độ thì nó xấp xỉ 365, nó gần như là mỗi một độ là cái vị trí của một ngày ấy. Đấy. Thì 360 độ đấy thì nó lại 360 độ đấy là nó lại chia nhỏ ra. Chúng ta biết là có 8 hướng đúng không? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Bắc, Tây Nam Tây Bắc. 8 hướng đấy thì nó lại chia nhỏ ra làm 3 hướng nhỏ bên trong. Tức là 8 nhân 3 bằng 24. Người ta gọi là 24 sơn hướng. 24 sơn hướng chính là 24 tiết khí trong một năm. Đúng không ạ? 24 tiết khí trong một năm. Rằng là mỗi một cái hướng nhà khác nhau, từng độ số khác nhau thì nó vào các sơn hướng khác nhau. Các sơn hướng đấy nó khác nhau ở vận khí, nó khác nhau ở rất nhiều cái yếu tố, tốc độ lưu thông khí, rồi là các yếu tố khác về vận khí, từ trường, nhiệt độ, độ ẩm. Bởi thế cho nên nó phối với lại cái lưu liên vận khí của các thành viên trong gia đình thì chúng ta mới tính toán được yếu tố rằng là ở cái nhà đấy có được vượng hay không. Do đó rằng là úi giời, hướng Tây Nam và hướng Tây. Biết ngay mà anh làm gì. Hướng Tây Nam hướng Tây, cái này anh đo cụ thể nhá. Anh nhìn này. Anh nhìn thấy cái đồ hình la bàn đấy không? Mỗi một năm chúng em đều cần phải, thầy Tam Nguyên cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Diệp Thế giới ạ, là phân hội tại Việt Nam ạ, là thầy Tam Nguyên là tổng thư ký và thầy Hỷ Nguyên là chủ tịch hiệp hội, đều cần phải ngồi lại với nhau để tính toán xem là cái hướng nhà với cái la bàn 24 sơn hướng này, những cái hướng sơn hướng nào có thể làm nhà được. Anh thấy một cái la bàn 24 sơn hướng, thầy em đánh dấu các màu khác nhau, đây em in điện đen trắng rồi. Mỗi màu khác nhau này nó luận giải theo yếu tố sát khác nhau. Nếu mà gặp sát thì không làm được. Do đó hướng Tây Nam, Tây Nam của anh Lâm Duy bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn và Thân. Đây này, Nam này, Bắc này, Đông này, Tây này. Tây Nam ở đâu? Tây Nam ở phía bên này. Đúng ạ, đây Tây Nam này. Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân này. Đây 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 đây. Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Thì anh cần phải đo được cụ thể Tây Nam nó là bao nhiêu độ. Tây Nam em cụ thể giải độ của nó là từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Nếu như anh rơi vào độ số trong cái khoảng này thì mới gọi là hướng Tây Nam.
Còn nếu như hướng Tây thì lại từ 247,5 độ lên 292,5 độ. Mỗi một hướng này là 10, mỗi một cái xuân hướng này là 45 độ. Chia nhỏ ra, chia cho 3 là 15 độ một cung. Bởi vậy cho nên anh phải đo cụ thể thì chúng em mới có thể luận giải được. Còn về cơ bản anh đưa thông tin như này thì vẫn thiếu thì không tư vấn được. Đấy nhá. Do đó là các cô chú anh chị chú ý điều này nhá. Anh Lâm Duy may là anh hỏi chúng em chứ anh mà đi hỏi một ông thầy bà rồi đấy rằng là có làm được không. Ông thầy bà kiểu gì cũng bảo là úi rồi ôi tuổi mày năm nay là không phạm kim lâu, không phạm hoa ngốc, không phạm tam tai đâu, làm đi. Úi rồi. Làm xong phát làm vào cái nhà hướng Vũ Hoàng nó nhảy đến, thế là hẹo. Thế là hẹo. Bởi vì rằng là chúng ta phải tính toán trên yếu tố vận khí của từng năm được tốt hay không. Vận khí này chúng ta lại xét theo đối chiếu theo các cái yếu tố về sát khí mỗi năm như là ngũ hoàng đại sát, thái tuế sát, mậu kỷ đối tiến sát, tiến vận sát và tam sát. Nếu như cái hướng nhà sát khí này thì không nên làm, để năm khác làm, để năm khác làm. Còn độ tuổi của gia chủ thì động thổ hay không được thôi, nếu không động thổ được thì mượn tuổi khác động thổ là ok. Vâng, các cô chú chị chia sẻ video live stream và sau đó nhắn tin sang fanpage, để lại số điện thoại các bạn trợ lý các bạn kết nối gửi tài liệu cho nhá. Ui, tài liệu này các cô chú chị mà chỉ cần tải tải về điện thoại là tra tít thò lò luôn. Tra tít thò lò luôn là chấp hết tất cả các ông thầy bà, các ông mày hợp tuổi nào á là luyên thuyên hết. Các ông thầy bà ngoài kia toàn kiểu như là xem tuổi này tuổi kia vợ chồng mày mày tuổi nào chồng mày tuổi nào xong xem mà xong tra vào xong bảo úi hai vợ chồng phạm vào cung tuyệt mệnh nhé, ở với nhau là thế này thế kia. Thế là thành ra về lo lắng ui rồi lo đêm ngày luôn, thế thành ra là cứ động tí gì cãi nhau loạn ấy lên. Chào anh Nguyễn Xuân Duy, anh Xuân Duy đặt câu hỏi là cho tôi hỏi là trạch chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989. Rồi, anh Lâm Duy anh Lâm Duy anh tải ứng dụng La Bàn Việt về nhá. Anh lên trên điện thoại anh vào kho ứng dụng anh dùng Android hoặc là iOS thì anh đều vào kho ứng dụng anh gõ là La Bàn Việt, sau đó anh về anh tải. Trong đấy nó có phần hướng dẫn sử dụng á, anh kích vào phần menu sau đó anh xem hướng dẫn sử dụng là anh biết cách đo hướng nhà. Với cái đo hướng nhà như thế rồi thì anh báo qua chúng em để chúng em tư vấn tiếp cho anh. Từ nay đến cuối năm tháng nào xây dựng tốt nhất vẫn cần phải hướng nhà. Hướng nhà thì em mới có thể tính toán được xem là tháng nào vượng để mà xây đối với hướng đấy. Tháng nào mà vượng để mà xây đối với hướng đấy. Còn hướng Tây Nam nó bao gồm ba xu hướng là mùi khôn thân, nó phải cụ thể vào mùi hay vào khôn hay vào thân thì mới làm được. Đấy. Nó vẫn cần phải cụ thể. Ví dụ chẳng hạn, đối với cứ cho là hướng nhà anh là hướng Tây Nam đi nha. Hướng Tây Nam khai sơn lập hướng hay coi hướng Tây Nam bao gồm ba xu hướng là mùi khôn thân. Đấy, về cơ bản hướng này cũng bán cát, nhưng mà nếu như triển khai nếu mà đúng là hướng Tây Nam thật thì anh cũng có thể là anh có thể triển khai hướng Tây Nam tức là tọa Đông Bắc, Đông Bắc bao gồm là Sửu, Cấn và Dần thì anh có thể triển khai vào một trong các tháng đó là tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch nếu như là hướng Tây Nam. Tây Nam bao gồm là mùi khôn thân, nếu mà triển khai được anh có thể triển khai vào tháng 6 hoặc tháng 9. Còn nếu mà hướng Tây thì bao gồm là ba xu hướng là Canh Dậu Tân tức là tọa là tọa Đông hướng Tây, tọa Giáp Mão Ất mà hướng là hướng Canh Dậu Tân. Nếu như anh có thể triển khai thì hướng nếu nhà anh hướng Tây thật Nếu nhà anh hướng Tây thật thì ok, 2020 triển khai rất vượng. Anh cũng có thể triển khai vào tháng muộn nhất bây giờ là tháng 10, bởi tháng 5 nó qua rồi. Tháng 10 nhé, tháng 10 âm, nếu là hướng Tây. Còn hướng Tây Nam thì có thể tháng 6 này hoặc tháng 9 luôn. Tháng 6 luôn hoặc tháng 9 luôn. Rồi quay lại với câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Duy. Tuổi trạch chủ là 1989, hướng bàn thờ gia tiên hướng Tây Bắc có hợp không? Hướng bàn thờ Tây Bắc có hợp không? Lại câu hỏi liên quan đến hướng. Hướng thì chúng ta lại phải hiểu như này này. Trong phong thủy chính phái, đối với phong thủy tam nguyên chúng em xét hướng thì chúng em xét cái gì? Chắc chắn là phải biết hướng nhà. Chắc chắn một điều là phải biết hướng nhà. Từ cái hướng nhà nó là yếu tố tiên quyết để chúng ta luận giải đến rất nhiều các cái kiến thức khác nhau nữa. Do đó là cần phải biết yếu tố hướng nhà. Nhưng mà các cái công năng nhỏ bên trong, ví dụ như bàn thờ, bếp, két sắt, rồi giường ngủ thì chúng ta không bao giờ xét hướng. Cái đấy chúng ta không bao giờ xét hướng một cách lý thuyết được, mà những cái đấy chúng ta xét theo vị, tức là chúng ta xét theo vị trí. Những công năng như kiểu là bàn thờ này, két sắt này, giường ngủ này, bếp này, đừng hỏi rằng là đặt ở hướng nào hay là tuổi này bàn thờ tôi hướng này có được không, hay tuổi tôi này bếp nhà em hướng này được không, hay tuổi tôi này giường ngủ hướng này hướng kia được không. Nó không phải như thế. Trong phong thủy chính phái những cái công năng nhỏ như vậy nó không xét hướng mà nó xét theo vị. Vị ở đây là chúng ta xét theo cái một cái cục của cái phòng mà chúng ta ở, ví dụ phòng ngủ thì chúng ta đóng kín cửa lại thành một khối cục đúng không ạ? Thì như vậy là cái két sắt đặt ở đâu ở trong phòng ngủ đấy, vị trí đặt ở giữa, đặt trái, đặt phải, đặt trên, đặt dưới, đặt góc này góc kia thì đấy là vị trí két sắt. Hoặc là giường ngủ cũng thế,
còn đâu là theo kiểu khác, hướng thì lại phải đặt la kinh vào chúng ta xét hướng. Còn lại thì câu hỏi tiếp theo là 1989 kỷ thị đặt bàn gia tiên hướng tây bắc được không? Cũng không phải là hướng tây bắc luôn. Cái bàn thờ gia tiên thì chúng ta phải xét theo vị trí, mà cái vị trí này là phải căn cứ trên cái cách cục thực tế, nó căn cứ trên cái cách cục thực tế của cái phòng khách nhà anh hoặc cái phòng thờ để xem là tọa như thế nào. Ví dụ là trao đổi với anh một cái lý thuyết là tuổi anh 1989 kỷ tỵ nhé, là anh phải đặt hướng đông nam nhé, thì nó mới được hướng diên niên nhé, được hướng sinh khí nhé. Thế về nhà đặt như thế, một là cũng không đặt được. Nếu mà nhà anh là hướng đông tây nam bắc thì đông nam hay là tây bắc thế có mà đặt chéo à, đúng không ạ? Làm sao mà đặt được đấy. Còn nếu mà đặt được thì phía đằng sau đây này cái nhà vệ sinh thì làm sao, thì cũng không có tọa vào được, đúng không ạ? Nếu phía đằng sau thì đây là cái nhà tắm làm sao cũng không tọa được, thì làm sao mà đặt được, đúng không? Do đó nó không phải là hướng mà là cái vị trí, mà vị trí này để phải căn cứ vào thực tế cách cục, mà căn cứ vào bản vẽ. Phong thủy tam nguyên tư vấn tất cả mọi thứ nếu liên quan nhà cửa là yếu tố tiên quyết đầu tiên là phải là bản vẽ. Cái thứ hai là hướng nhà bao nhiêu độ, và cái thứ ba là năm sinh các thành viên, thì lúc đấy mới có thể căn cứ để luận giải các cái vị trí, các công năng nó có bị phạm gì không. Đấy, ban thờ nó chỉ là một cái vị trí nho nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó cũng rất quan trọng, nhưng không phải là xét theo hướng. Rồi bạn Linh Đặng có câu hỏi là canh ngọ 1980, nhâm thân 1992 xây hướng nào? Hai vợ chồng bạn đối với tuổi này các bạn có thể lựa chọn hướng đông nam hoặc là hướng nam nha. Chọn hướng nam, chọn hướng nam đi. Hướng đông nam hoặc hướng nam đối với 1992. Đông nam hoặc hướng nam. Tuy nhiên nhá, vẫn là câu hỏi như này này. Vẫn câu trả lời đó là hướng nhà nó không phải là yếu tố quan trọng nhất đâu. Không phải là yếu tố quan trọng nhất. Đi hỏi, đi tư vấn thầy phong thủy đừng chỉ hỏi mỗi hướng nhà. Đấy, mà cần phải hỏi rằng là với nhà em hướng như thế này, với thông tin tuổi các thành viên như thế này, nhờ thầy khảo sát và thiết kế cho em một ngôi nhà để đẹp phong thủy, thì ông thầy đấy phải có trách nhiệm như nào? Một ông thầy phải có trách nhiệm về trực tiếp nơi để khảo sát, và khảo sát cái gì. Đây là cái quy trình để em trao đổi với anh chị, để anh chị có thể nắm được. Nếu như thầy Tam Nguyên về khảo sát các cô chú chị thì các cô chú chị cũng sẽ biết rằng là thầy Tam Nguyên sẽ làm gì với nhà mình, hoặc là nếu như nhờ mà ông thầy khác tư vấn thì ông thầy đấy cũng sẽ làm gì. Đấy, rất nhiều ông thầy về cầm con lắc rồi là cầm cái thước cảm xạ về quay tít thò lò, xong rồi là bảo úi rồi ôi nhà mày là nhà nhiều âm khí này kia các thứ, toàn chém gió luyên thuyên hết. Những ông thầy như thế đuổi thẳng. Đấy, một người thầy phong thủy về nhà khảo sát các cô chú chị nhất định cần phải khảo sát ba cái cục diện. Thứ nhất đó là khảo sát về đại cục. Đấy, đang nói câu chuyện của bạn Linh Đặng là hướng nhà không phải là yếu tố quan trọng nhất mà phong thủy ngôi nhà đấy mới là quan trọng. Vậy thì phong thủy ngôi nhà đã khảo sát cái gì và đánh giá trên cái gì? Khảo sát cái gì và đánh giá trên cái gì? Đó là khảo sát trên cái yếu tố, đó là ba yếu tố. Thứ nhất đó là đại cục. Đại cục ở đây là trên tính toán trên cái yếu tố, đó là yếu tố về tổng quan bên ngoài ấy. Đại cục ở đây tức là cái nhà các cô chú chị đặt ở vị trí đấy, thế thì núi non sông nước xung quanh nó ảnh hưởng như thế nào, đúng không ạ? Mạch miếc nó đến từ đâu, núi non sông nước như thế nào, hoặc là gần gần hơn thì ít nhất là ngã ba ngã bảy đường xá xung quanh, các công trình xung quanh như thế nào, lối đường đi đối lại ra làm sao, các công trình nhà lớn xung quanh đã tác động đến như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn cách đấy khoảng 50 mét, đối diện đấy lại là cái nhà thờ chẳng hạn, thì như hoặc là cái chùa như thế rồi đã là có điều nó không ổn lắm rồi đấy. Hoặc là cách đấy ngã ba phía bên tay trái tính từ tâm của cái cục nhà thì lại có một cái ngã ba, thì xét theo phong thủy thì nó bị phạm sát, thì như vậy cũng không ổn rồi. Thì đấy là đại cục, các cô chính trị hiểu không ạ? Đấy là đại cục. Bởi vì bản chất phong thủy ấy, đó là cái yếu tố chúng ta xét về cái hình thế xung quanh, cách cục xung quanh, đường đi lối lại nó như thế nào. Nếu như ở vùng núi thì nó tính toán trên yếu tố vùng sơn cước, đúng không ạ? Sơn cước nó yếu tố trên việc là mạch núi, mạch nước nó có độ cao, độ thấp, đúng không ạ? Đấy, tôn cao lên thì nó thành núi, mà thấp hơn thì là vùng đồng bằng và thung lũng, nó tạo thành đường khí, đường mạch. Thì ở trong nội đô thì lấy đâu ra núi, đúng không ạ? Thì người ta tính rằng là những cái ngôi nhà nó cao tầng nó mọc lên thì đấy là sơn, còn đôi cái đường đi lối lại xung quanh thì đấy là thủy. Thủy thì nó dẫn khí, do đó dẫn được cát khí thì thu được vượng khí, còn đâu là gặp phải sát khí thì chỉ có hẹo mà thôi. Do đó rằng là khảo sát yếu tố đại cục phải khảo sát như thế. Tiếp theo yếu tố về trung cục. Trung cục tức là tính toán trên yếu tố về đường bao của cái tường bao quanh cái đất nhà mình á. Ví dụ là nhà vườn, nhà vuông á. Nhà nông thôn thì nó có nhiều đất. Do vậy người ta quy tường lại thì thành một cái cục nhà. Do đó đặt cái nhà trong đấy, đúng không ạ? Không gian còn lại chúng ta làm gì? Chúng ta có thể là trồng đào ao nuôi cá, rồi là trồng rau, rồi là trồng cây ăn quả, rồi là làm non bộ tiểu cảnh. Thì vẫn phải khảo sát những đấy, xem là cổng chỗ ở vị trí nào, hòn non bộ đặt đấy ok không, đào ao vị trí này ok không, hay là các cái khối ví dụ như là nhà các cái khối ví dụ như là khu chăn nuôi đặt đấy có được hợp lý không. Nếu như đặt sai thì cũng là hẹo, đấy là trung cục. Còn tiểu cục lúc đấy mới đi vào trong nhà xem là phòng khách, cầu thang, nhà vệ sinh, bếp núc,
giường ngủ két sắt phòng thờ như nào đấy, luôn phải cả sắt ba yếu tố đấy. Sau đó một ông thầy vào đi mới đi đến cổng rồi đã bảo ui nhà nhiều âm khí lắm này kia các thứ, đuổi ngay thôi ông đi về đúng không ạ. Do đó phải khảo sát nó cụ thể chi tiết như thế thì mới đánh giá được. Vâng ạ. À, mới đánh giá chi tiết được ha. Đấy, do đó bạn Linh Đặng chú ý nhé, chọn được cái nhà hướng Đông Nam, hướng Nam là ok, tuy nhiên là phải khảo sát nhé. Đấy, liên lạc đội ngũ trợ lý đặt lịch tư vấn thầy Tam Nguyên về khảo sát. Đấy. Bạn Tú Trương câu hỏi là sinh năm 1966, Bính Ngọ xây nhà năm 2020 hướng Đông Nam, hướng Đông Nam 134 độ tháng mấy xây được? Hướng Đông Nam 134 độ ha. 134 độ hướng Đông Nam. 134 độ hướng Đông Nam có nghĩa là tọa càn hướng Tốn. Đấy, câu hỏi cụ thể hơn rồi đấy. Tức là 1966 Bính Ngọ này, xây nhà năm 2020 này, tọa càn hướng Tốn này, 134 độ này thì xây tháng mấy này. Đấy, câu hỏi rất cụ thể thì trả lời được luôn. Đấy, xây nhà hướng Đông Nam tọa càn hướng Tốn về cơ bản rằng là tọa càn hướng Tốn. Đông Nam bao gồm ba sơn hướng này thì Tốn Tỵ thì về cơ bản là hướng Tốn năm nay. Hướng Tốn về cơ bản hướng Đông Nam năm nay nó không vượng. Hướng Đông Nam năm nay nó không vượng bởi nó cũng phạm sát, nó phạm bộ long. Hướng Đông Nam năm nay phạm mộ long biến vận sát, đặc biệt là Tốn và Tỵ. Tỵ thì nó còn phạm cả tam sát nữa cơ. Do đó rằng là hướng Đông Nam nếu năm nay không vội thì tốt nhất để 2021 nha. Tốt nhất để 2021 chứ 2020 không nên làm. Trả lời luôn 2021 làm nào. 2021 bao gồm Thìn, Tốn, Tỵ. Đấy, nếu có làm được thì ok. Hướng Đông Nam 2021, thực ra 2021 Đông Nam lại phạm ngũ hoàng đại sát, cũng không có đắc lắm, không có vượng lắm. Nếu như không vội, mà nếu như mà vội á thì Đông Nam 2021 thì cần phải chọn vào cái tháng mà Nhật Nguyệt Đáo Sơn nó phải vượng thì mới có thể triển khai hướng Đông Nam này được. Nếu mà làm á, nếu mà làm hướng Đông Nam năm 2021 để mà tránh ngũ hoàng mà hóa giải được phần nào á thì có thể lựa chọn vào tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10. Tháng 4, tháng 6, tháng 10, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên vẫn khuyên đừng lên này. Hướng Đông Nam năm 2020, 2021 không vượng. Ừ. 2021 không vượng, không nên làm. Rồi. Bạn Nhã Hòa câu hỏi là anh xem vợ xem 89 kỷ tỵ, chồng 86. Hướng đấy lại câu hỏi về hướng bàn thờ gia tiên. Chồng vợ xem 89 kỷ tỵ, chồng 86 Bính Dần, hướng nhà là hướng Đông, đặt bàn thờ gia tiên là hướng Nam có được không? Trời ơi. Về cơ bản trả lời câu hỏi như này, nếu như hướng Đông thì chắc chắn nó tọa là tọa Tây đúng không ạ? Nếu đặt hướng Nam thì nó nhìn vuông góc. Về cơ bản đặt bàn thờ gia tiên á, 80% là người ta đặt thẳng cùng với hướng nhà. 80% là đặt cùng với hướng nhà. Tuy nhiên một điều đó là đặt nó có được vượng hay không thì nó cần phải tính toán. Tính toán như nào? Tính toán trên yếu tố thứ nhất là tính toán trên yếu tố về hình thế. Tức là cái ban thờ đấy đặt tọa với bức tường đấy thì phía sau bức tường nó là cái gì, bên trên cái ban thờ là cái gì, bên dưới ban thờ là cái gì, trước và sau trái phải của cái ban thờ là như thế nào. Đấy, thì cái đấy đầu tiên chúng ta cần phải tính. Ví dụ ban thờ nhà bạn đặt ở hướng Nam, đặt tọa vào ban thờ hướng Nam. Hướng Nam tức là tọa Bắc đúng không? Hướng Nam tọa Bắc tức là cái nhà là nhà hướng Đông đúng không? Cái nhà là nhà hướng Đông thì từ trong nhà nhìn ra thì cái ban thờ nó đang đặt ở phía bên tay trái vuông góc đúng không, nhìn sang bên hướng Nam. Như vậy các bạn chúng ta cần phải tính toán cái phương Bắc mà đang gắn cái ban thờ đấy, phía đằng sau cái phương Bắc đấy là cái gì. Ví dụ như phía đằng sau thì lại là cái nhà kho, phía đằng sau lại là cái khu chăn nuôi thì cũng không có được. Hay là phía bên trên cái nhà phòng thờ này lại là cái nhà vệ sinh thì cũng không được, bên dưới phòng thờ lại là bể phốt thì cũng không được, kiểu thế. Đấy là cái yếu tố đầu tiên về loan đầu, về hình thế. Cái tiếp theo chúng ta tính toán những cái việc là tính từ cái vị trí ban thờ đấy đến các vị trí nạp khí. Vị trí ban thờ đến các vị trí nạp khí, ví dụ tính từ vị trí ban thờ đấy đến vị trí cửa chính thì nó nạp được khí gì, nó nạp được vận gì. Và nếu như nó vào sát khí thì không có được. Nó vào sát khí thì không có được. Đây là kiến thức của phong thủy chính phái á, chứ không phải là hướng này hướng kia đâu. Do đó quan trọng nhất là vị trí, do đó bạn Nhã Hòa bạn muốn tư vấn về cái vị trí đặt ban thờ này á thì bạn cần phải có bản vẽ. Đấy, cần phải có bản vẽ. Hướng Đông ở đây cũng vẫn cần phải cụ thể là hướng Đông là bao nhiêu độ. Rồi, các cô chú anh chị muốn nhận tài liệu thì vui lòng chia sẻ video livestream nha, chia sẻ nhiều lên. Sau đó để lại số điện thoại để các bạn ấy chia sẻ video livestream, sau đó comment xuống bên dưới là tôi muốn nhận tài liệu, để lại số điện thoại các bạn sẽ kết nối Zalo gửi cho. Chia sẻ video livestream, rồi cũng thể tag bạn bè vào để các bạn nhận quà. Tag bạn bè vào sau đó thì là để các bạn nhận quà, đồng thời rằng là để lại comment là tôi muốn nhận tài liệu, để lại số điện thoại. Các bạn sẽ gửi tài liệu cho.
Đông 100 độ, bạn Linh Đặng hỏi tiếp, đông 100 độ canh ngọ làm nhà được không? Đông 100 độ. Hướng đông 100 độ về cơ bản đó là tọa đông 100 độ, đó là tọa Tân Hướng Ất. Tọa Tân Hướng Ất để 2021 thì làm được, 2020 thì không làm được, bởi 2020 ngũ hạ đại sát đáo đến hướng đông không làm được. 2021 nha. Để 2021. 2021 á. Còn đâu rằng là hướng đông đối với về cơ bản là hướng đông cũng bình thường, không có xấu gì cả. Đã bảo không có xấu về hướng nhé, không có xấu về hướng. Còn làm được không, làm được không, 2020 không làm được hướng đông, để 2021 làm tháng nào, lấy giấy bút ghi lại này, là tháng giêng, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch nhé. Tháng giêng hoặc tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch đối với nhà hướng đông. Đối với nhà hướng đông. Rồi. Các anh chị chia sẻ video live stream, comment xuống bên dưới, tôi mới nhận tài liệu, số Zalo để các bạn trợ lý các bạn gửi cho. Nhớ chia sẻ nhé, tăng tên bạn bè vào nữa để các bạn nhận quà. Với tài liệu này vô địch thiên hạ luôn. Xin thưa các cô chú chị, vô địch thiên hạ luôn, chấp hết tất cả các thầy bà ngoài kia đòi xem bói. Đấy, cứ gì với đi hỏi là em hợp tuổi nào tra đây phát ra hết luôn. Đấy, tra tuổi cho cả nhà luôn. Từ 1956 cho đến 2015 mà. Đấy, tra tuổi để làm gì? Để mà dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, tuyển chọn nhân viên, lựa chọn lãnh đạo, lựa chọn đối tác làm việc. Tính từ nhà nhìn ra bên tay phải, tức là tọa vào nam, hướng bàn thờ nhìn sang bắc, thì về cơ bản là vẫn phải xem theo cách cục thực tế, bản vẽ thực tế, xem nó đặt đấy bên trên bên dưới công năng như thế nào. Đấy, như thế nào. Chị Tú Trương nó có hỏi lại là nếu thầy thầy nếu mình cất nhà không được thì mình có thay cửa hoặc đập phòng bỏ được cái gì. Như nào chị Tú Trương đặt lại câu hỏi rõ ràng nè. Nếu mình cất nhà không được thì mình có thay cửa hoặc đập bỏ phòng à? Tức là chị đang bảo là cái nhà hướng đông nam đấy chị muốn xây đập bỏ nhà cũ đi để xây mới đúng không? Nhưng mà đang bảo là hướng đông nam năm 2020 2021 không vượng đúng không? Thì chị bảo là nếu mà không đập bỏ để xây mới thì có thể thay cửa hoặc đập bỏ phòng được không đúng không? Ok. Đây là hai cái kiến thức nó gần giống nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái nếu như đập bỏ cái nhà cũ mà xây mới thì người ta gọi đấy là khai sơn lập hướng. Tức là xây một cái nhà mới hoàn toàn. Còn nếu như muốn đập bỏ phần cửa này đi hoặc đập bỏ phòng này đi hoặc xây thêm này kia thì nó gọi là tu tạo sửa chữa. Thì về cơ bản rằng là nếu mà tu tạo sửa chữa thì người ta lại tính toán đến cái vị trí của cái công năng mình muốn sửa đấy, nó tính nó nằm ở phương vị nào đối với tâm nhà. Tức là chẳng hạn nhé, nhà chị là hướng Tây Nam đúng không? Nhà chị hướng Tây Nam cứ à Đông Nam cứ cho là chính hướng Đông Nam đi. Vậy thì tính từ tâm của cái nhà ra vị trí cửa thì đấy là cái phương Đông Nam đúng không? Tính từ tâm của cái nhà đây chẳng hạn, một cái nhà tôi nó hình vuông như thế này. Đây là tôi tính từ tâm của cái nhà đúng không? Tôi tính từ tâm của cái nhà. Hướng Đông Nam đúng không? Đây, ví dụ là đây là cái mặt bằng nhà của tôi nó vuông đét như thế này. Đúng không ạ? Đây phía trước đây là hướng Đông Nam. Tôi tính từ tâm của cái nhà chẳng hạn. À, tâm của nhà thì ví dụ cái cửa ở vị trí này nào mà thì cái cửa này làm ở phương Đông Nam luôn, đúng không ạ? Nếu mà lệch sang phía bên này là phương Đông, lệch sang phía bên này là phương Nam, đúng không ạ? Mà phía cuối này là Tây Bắc, đúng không ạ? Đấy, phía cuối này là Tây Bắc, lệch sang bên này là phương Bắc, lệch sang bên này nó là phương phương Tây, đúng không? Chính vuông góc ở đây là phương Tây Nam mà chính ở đây là phương Đông Bắc. Vậy thì nếu như cái cửa mà nằm ở phương Đông Nam mà muốn sửa cái cửa, đập bỏ cái cửa đi chẳng hạn, muốn sửa lại cửa thì chúng ta phải tính toán đến cái vị trí Đông Nam này năm 2020 thì có tu sửa được hay không? Đó, vị trí phương Đông Nam này năm 2020 có tu sửa được không? Tại vì mỗi một cái phương vị khác nhau trong ngôi nhà thì nó mang những cái trường khí khác nhau, nó mang những yếu tố về vận khí khác nhau, nó mang những cái ngũ hành khác nhau và những cái đấy nó quyết định đến yếu tố họa và phúc, cát và hung. Đấy, thì nếu như là cái cửa nằm ở phương Tây Nam thì chúng ta tính toán xem là xét theo cái khai sơn lập hướng tu phương sửa chữa xem là phương Đông Nam nằm không. Thì về cơ bản nếu mà muốn sửa cái cửa này mà cái cửa chính nó nằm ở phương Đông Nam thì cũng hạn chế, mà nếu con muốn làm thì làm sau đông chí của năm 2020, tức là tầm khoảng tháng 11 âm nhé, tầm tháng 11 âm. Có tài liệu nào hướng dẫn cách đặt bàn thờ thần tài không? Đấy, có tài liệu hướng dẫn nào thần tài không? Về cơ bản đặt bàn thờ thần tài thì nó vẫn xoay quanh các cái yếu tố về cái cách cục thực tế. Cái thứ hai tính toán đến một số những cái phương vị, ví dụ là hạn người ta có thể đặt bàn thờ thần tài theo cái vị trí đó là vị trí phương tài lộc và phương quý nhân của cái tuổi đấy, phương tài lộc phương quý nhân, cái này xét theo thần sát đấy. Mà ví dụ là hạn nhé, ví dụ hạn tuổi của bạn Nhã Hòa, bạn để lại năm sinh vừa để rồi đúng không nhỉ, bạn Nhã Hòa nhé, xem nào. Đây ví dụ bạn Nhã Hòa nhé, vợ là 1989 kỷ tỵ, chồng là 1986 đúng không,
thì các bạn có thể lựa chọn cái vị trí bàn thờ thần tài nằm ở cái phương vị tài lộc của vợ hoặc chồng. Vì vợ là 1989 kỷ đúng không? Kỷ thì lấy lộc ở phương ngọ. Đấy, vị trí lâm quan thủy đúng không? Tính theo can là can kỷ. Do đó là nằm ở phương ngọ đây là phương chính nam. 187,5 độ, do đó tính tại tâm của cái cửa hàng hoặc tâm của cái phòng khách nhà mình tìm đến cái phương ngọ là phương chính nam thì đấy là cái phương tài lộc, thì đặt bàn thờ đấy. Đặt bàn thờ đấy thì lưng bàn thờ nó tựa vững vào tường, còn hướng nhìn ra đâu thì tùy. Còn đối với chồng là 1986 bính dần chẳng hạn, bính thì lấy lộc ở tỵ. Đấy. Bính lấy lộc tỵ, tỵ là phương đông nam. Do đó là phương đông nam ở đây cụ thể là 157,5 độ. Đấy, cụ thể đây là 157,5 độ thì đấy là cái vị trí đặt có thể đặt bàn thần tài ha. Đấy là vị trí. Còn đâu rằng là bàn thần tài đặt ở vị trí đấy rồi nhưng mà phía sau bàn thần tài đó nhà vệ sinh thì cũng đếch được. À, quên thì cũng không được. Thì cũng không được thì không nên đặt đấy, thì lại tìm vị trí khác. Thì chuyển sang vị trí quý nhân. Đấy. Quý nhân của chồng, quý nhân của vợ. Do đó là với tuổi vợ chồng bạn ấy 2 tuổi nhá thì sẽ có hai phương vị tài lộc. Đấy. Sẽ có phương vị tài lộc của chồng, phương vị tài lộc của vợ, đúng không ạ? Chồng thì lại có hai phương vị quý nhân, vợ có hai phương vị quý nhân. Như vậy là 2 cộng với 2 bằng 4, 4 cộng B thêm 2 nữa bằng 6, có 6 cái vị trí đặt. 6 cái vị trí đặt bàn thờ tài, đặt thoải mái, đặt bét tè là nhà luôn. Tuy nhiên là bạn nên có cái mặt bằng công năng, sau đó bạn nhắn tin qua cho fanpage các bạn trợ lý các bạn xác định hộ cho. Còn nếu không thì mang bản vẽ lên văn phòng các bạn xác định cho. Ok anh Lê Huy Vũ, anh chia sẻ video livestream với tang bạn bè nhé. Những bạn bè nào quan tâm phong thủy nhận tài liệu này thì vô đối luôn. Đấy, chia sẻ video livestream sau đó thì là tang bạn bè vào nhé. Để các bạn ấy để lại số điện thoại để các bạn trợ lý các bạn kết nối qua Zalo gửi tài liệu cho. Có tài liệu này các anh chị có mà tra ekip cho cả làng. Đúng không? Xếp hàng vào đây tra tuổi cho. Kiểu thế. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà cái này các anh chị tra cho mình với lại tra cho người thân xung quanh để mà các bạn đỡ bị phải lủng củng bởi kiến thức phong thủy. Không toàn đi xem, nhất là cái trò cũng là live stream nhưng mà không phải live stream giải đáp phong thủy như này đâu. Đấy, các cô chú anh chị là các cháu 2000 nữa toàn lên trên Facebook xem live stream mấy ông cậu kiết này cái thứ hữu duyên xem phong thủy hữu duyên rồi là để lại năm sinh rồi cậu tư vấn cho này cái thứ. Úi dồi, con 2000 người yêu con 2001 có hợp nhau không, thế là cha tuổi phạm cung tuyệt mệnh nhá, không yêu nhau được lâu đâu, thế về nhà đánh cãi chửi nhau. Các cháu tuổi đời non dạ. Đã có tiền đâu mà xây nhà, thế cho nên có biết phong thủy nhà là cái gì đâu, toàn xem tuổi xem bói toán luyên thuyên linh tinh vớ vẩn. Nhà mình hướng tây. Nhà mình hướng tây, sửa nhà tháng 3 năm 2020 có đẹp không? Chồng mình tuổi Nhâm Tý. À đấy. Lại câu hỏi sửa nhà chị Lương Mai Nguyễn ạ. Lại câu hỏi sửa nhà, ở đây là sửa nhà chị muốn sửa hạng mục gì? Tức là chị muốn sửa cả ngôi nhà hay là chị sửa một cái phương vị đấy hay sửa một công năng nào đấy? Ví dụ nhà của chị hướng tây nhá. Lấy một trường hợp nhà của chị là nhà hướng tây đúng không ạ? Thì phía đằng sau tọa của ngôi nhà là phương đông chẳng hạn. Thì ví dụ phương đông đấy của chị đang đặt cái bếp mà năm nay chị muốn sửa cái bếp, tính toán là cái bếp đã đặt ở phương đông thì hỏi năm 2020 có sửa được cái bếp hay không, thì câu trả lời là không sửa được. Câu trả lời là không sửa được bởi vì phương đông đấy năm nay ngũ hành đại sát nó đáo đến phương đông, không sửa được. Đấy. Năm nay ngũ hành đại sát đáo đến phương đông thì không sửa được, thì nên để năm khác sửa. Còn nếu như chị lại muốn sửa nhà theo kiểu là chị muốn bóc mái đi, chị lập lại cả cái mái hoặc là như thế nào đấy, thì cái đấy là mang yếu tố sửa, hoặc là chị muốn lát lại lèn, hoặc chị muốn sơn lại toàn bộ nhà bởi nhà sơn nó chóc vẩy rồi, chị muốn sơn cả cái nhà, thì cái đấy nó mang tính chất là đại tu. Cái đấy nó mang tính chất là đại tu, tức là sửa cả ngôi nhà, sửa cả ngôi nhà chúng ta lại tính toán trên yếu tố đó là cái phương vị nhập vào trung cung, cái tháng vượng mà nhật nguyệt đáo sơn nó đáo vào trung cung, thì cái tháng vượng đấy có làm được không? Tháng vượng đấy có làm được hay không? Thì lúc đấy là tính toán trên cái tháng vượng nhập vào trung cung để lựa chọn cho chị là tháng nào triển khai. Nếu ví dụ ở đây chị cụ thể xem là chị muốn sửa cái gì và cái đấy nó nằm ở phương nào? Sửa cả nhà. Ok, sửa cả nhà đúng không? Sửa cả nhà chúng ta tính toán đến cái vị trí là nằm ở trung cung. 2020 khai sơn tu phương sửa chữa phương vị trung cung. Phương vị trung cung chị có thể sửa vào tháng 7 hoặc là tháng 12 âm lịch. Tháng 7 là tháng thân hoặc tháng 12 âm lịch. Không có lo tháng 7 là tháng cô hồn không dám sửa đâu. Cô mới trả hồn gì đây, không có phải lo đúng không ạ? Người ta tính toán trên phong thủy, người ta tính toán trên yếu tố can chi nạp giáp của tháng phối với lại can chi nạp giáp của trạch chủ với lại là các cái yếu tố khác nữa thần sát. Cho nên là tháng cô hồn nó chỉ là những cái quan niệm về cái tháng gọi là ngày xưa Trung Quốc bảo là cô hồn này kia cái thứ, không phải lo những cái đấy, không có, không lo. Tháng đấy nếu mà quan niệm thì chúng ta quan niệm tháng đây là tháng báo hiếu bố mẹ, tháng Vu Lan báo hiếu đấy, tháng Vu Lan báo hiếu thì nó ý nghĩa hơn chứ không phải lo tháng cô hồn nha.
Chị có thể triển khai sửa vào tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Thì cái việc sửa chữa nó liên quan đến thứ nhất là năm tháng ngày giờ sửa chữa. Cái thứ hai đó là những cái văn khấn và nghi lễ để thực hiện việc sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong thì sẽ cần phải chọn ngày để làm cái lễ tạ, giống như việc người ta xây một ngôi nhà mà người ta chọn ngày nhập trạch ấy. Thì mình sửa nhà thì mình chọn một cái ngày để làm cái lễ tạ. Thì cái này thì đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho chị, nếu chị cần tư vấn về sử dụng dịch vụ tư vấn về năm tháng ngày giờ để thực hiện việc này, chị có thể để lại số điện thoại, các bạn trợ lý sẽ liên lạc lại cho để mà tư vấn cho chị cái năm tháng ngày giờ cũng như báo giá dịch vụ cho chị nắm được. Đồng thời hướng dẫn chị tất cả những cái hướng dẫn nghi lễ, chuẩn bị cái gì, thực hiện như thế nào, năm tháng ngày giờ như thế nào, cần phải thực hiện những nghi thức như nào, thì các bạn sẽ hướng dẫn chị thêm. Đâu rồi, các cô chú chị tiếp. Bạn Ly Hà Trần câu hỏi là cho hỏi là chồng 1989 à 1979 kỷ mùi 87 Đinh Mão, nhà hướng Bắc 340 độ tốt không? 340 độ. 340 độ. Rồi 340 độ nó tọa bính hướng nhâm. Về các bạn xét theo định long tam hợp phái thì hai vợ chồng ở cái nhà hướng Bắc này hợp long đấy. Đấy, hợp long. Tuy nhiên ở nhà hướng Bắc thì nó được cái này như được kia, vì nhà hướng Bắc nó dễ phạm phải phiếm thủy đào hoa, nên chú ý về đào hoa của chồng. Đấy. Chú ý về yếu tố đào hoa của chồng. Đấy, thì chú ý cái yếu tố đấy. Còn đâu xét theo định long tam hợp phái thì ở ở nhà hướng Bắc đối với vợ chồng kỷ mùi và đinh mão thì ok, chọn được hướng đông bắc thì nó vượng hơn. Nếu như có cơ hội lựa chọn một cái trạch đất mới thì lựa chọn trạch đông bắc thì nó vượng hơn nha. Chọn được cái trạch đất hướng đông bắc thì nó sẽ vượng hơn, còn ở hướng bắc thì ok, hướng bắc thì về cơ bản cũng ok, nhưng mà hướng bắc nó dễ phạm phiếm thủy đào hoa thì nó không có được ok lắm. Nhưng ở về cơ bản ở được vận, ở được long, còn đô vận thì cũng sẽ tiếp. Nhà mình 1971 độ hướng tây đúng không ạ, gần như tọa mão hướng dậu, muốn lập thêm tôn chống nóng bên trên lát gạch, xin đề chọn năm tháng ngày giờ nào. Đấy, anh Lê Huy Vũ, nếu như nhà anh muốn lập tôn chống nóng thì về cơ bản tính ở cái vị trí sửa từ trung cung, thì như em nói tháng 7 hoặc là tháng 12 âm lịch có thể sửa được. Thì các bạn sẽ kết nối thêm với anh về số điện thoại để tư vấn cho anh về cái năm tháng ngày giờ sửa chữa nhé. Đồng thời các bạn sẽ trả kết quả. Trả kết quả bên em sẽ trả cái gì? Thứ nhất là trả năm tháng ngày giờ tu sửa này. Cái này là hướng dẫn các nghi lễ văn khấn để thực hiện việc tu sửa này. Cái thứ ba đó là cái ngày để mình thực hiện cái lễ tạ, hoặc là cái cách mà mình xông khí cho cái ngôi nhà như nào trước khi mình thực hiện việc tu sửa. Thì cái này bên em sẽ trả rất chi tiết bằng phiếu kết quả luôn, các bạn sẽ gửi qua email hoặc gửi qua Zalo cho anh. Các bạn sẽ kết nối được gửi anh thêm. Cái việc này anh hoàn toàn đã sửa vào trung cung, tức là tháng 7 và tháng 9 âm lịch như anh Lê Huy Vũ. Anh Nguyễn Đinh câu hỏi là chồng em sinh 81 Tân Dậu, em sinh 90 Canh Ngọ, làm nhà năm 2017 Đinh Dậu, tháng 9 âm lịch, cứng nhà là hướng Ban Thờ hướng Tây Nam được không? Trước tiên đánh giá về cái hướng nhà. Đối với tuổi của vợ chồng bạn như này thì nếu mà đúng là hướng Tây Nam thật, hướng Tây Nam, cái này hướng Tây Nam không biết là các anh chị có đo đúng hướng không ấy, bởi vì rằng là sợ các anh chị đo không đúng hướng lắm. Đấy. Bởi vì sợ các cô chú anh chị đo không đúng hướng lắm, đo đúng hướng đây các anh chị vẫn cứ phải tải ứng dụng La Bàn Việt về đo chính xác hộ em thì nó chính xác hơn. Bởi vì hướng Tây Nam nó bao gồm ba xu hướng là mùi côn thân, nó có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ, tức là 45 độ một cung Tây Bắc, Tây Nam ạ. Thì nó có đúng hay không, chứ nếu lại sang Nam hoặc sang Tây thì nó sang cái vận khí khác. Do đó phải đo cụ thể. Nếu như báo được chính xác độ số thì tốt hơn. Làm thế nào để đo được hướng? Đo được hướng các anh chị tải ứng dụng La Bàn Việt về máy để đo, hoặc là mua cái La Kinh Ngọc Phúc Đường của Phong Thủy Thái Nguyên về đo thì nó chính xác hơn, chính xác đến độ số. Thì về cơ bản nếu như đúng là hướng Tây Nam, nếu là đúng Tây Nam nó rơi vào độ số là 202 cho đến 247 ạ, thì ok, thì xét theo định long tam phái thì hướng này nó hợp long với bạn, tức là ở nhà này bạn cầm cái, đừng nói cho chồng biết. Đừng nói cho chồng biết. Nếu như chọn hướng Tây, nếu đúng là hướng Tây Nam thì ở nhà này bạn cầm cái rồi. Đấy, nhưng mà đừng nói cho chồng biết nhé. Mình cứ im ỉm thôi, mình cầm tiền thôi nhé, tội gì đúng không? Đấy. Nhà hướng Tây Nam thì ok được, đi hướng Tây Nam 2019, 2010, 2017 đúng không? 2017 nhất bạch nhập trung cung 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 1 2. 2017 nhất bạch đáo trung cung. Nhất bạch đáo trung cung 1 2 3 4 5 6 7. Thất xích phá quân đáo đến Tây Nam, về cơ bản rằng là cũng không có phải lo, năm đấy thất xích phá quân nó cũng không dữ dằn lắm. Đấy. Tuy nhiên hướng Tây Nam, nhưng mà vẫn chưa biết hướng Tây Nam là rơi vào mùi khôn hay thân, chứ không tính toán được yếu tố là tam sát như thế nào. Trên chưa tính toán yếu tố tam sát như thế nào. Đấy, còn lại năm đấy thì 2017, 2017 Đinh Dậu. Thái Tuế không phạm, Ngũ Hoàng không phạm. Tam sát phải xét thêm. Đấy.
Nhưng về cơ bản rằng là không có gì phải đáng lo ngại cả. Còn hướng ban thờ thì như Đức Trung nói 80% là hướng ban thờ trùng với hướng nhà. 80% hướng ban thờ cùng với hướng nhà bởi chúng ta lấy được minh đường. Chúng ta lấy cái yếu tố về minh đường. Lấy minh đường ở đây tức là cái yếu tố đó là phía đằng trước cái ngôi nhà thì nó cần phải có yếu tố về sáng tỏ, sáng rõ, thì do đến rằng là 80% là ban thờ nó đặt vuông góc với, nó đặt cùng với hướng nhà. Kể cả đối với, đặc biệt đối với nhà ống đến hầu hết đặt cùng hướng nhà, hay đối với nhà ba gian thì chắc chắn là 100% hướng nhà luôn. Do đó hướng Tây Nam ở đây cũng chưa đánh giá được việc nó có nó như thế nào. Đấy, về cơ bản là vẫn phải dựa trên bản vẽ. Tất cả những yếu tố mà anh chị muốn tư vấn về cái việc đặt như thế này nó có được không, hay là như thế này, hay vị trí đặt đây có được không, thì tất cả trên bản vẽ hết. Các chị mang bản vẽ lên văn phòng hoặc gửi qua đội ngũ trợ lý. Ok bạn Ly Hà Hà Trần 2021 mới làm nhà, nếu đó nhờ xem hộ. Ok thì lúc đấy bạn báo lại cho bên mình tư vấn cho. Đấy. Hướng Bắc. Xem luôn cho này. Đấy, lấy giấy bút ghi lại luôn xem 2021 xây tháng nào nhé để chuẩn bị tiền, đúng không? Đấy, để chuẩn bị tiền. Hướng Bắc bao gồm 3 sướng nơi Nhâm Tý Quý, thì cái nhà của chị là rơi vào 340 độ, tức là tọa tọa bính hướng Nhâm, đúng nhỉ? 340 độ đúng rồi. Tọa bính hướng Nhâm. Nếu như là 2021 thì có thể triển khai vào tháng 3 tháng 4 âm lịch nha. Đấy. Có thể triển khai vào tháng 3 hoặc là tháng 4 âm lịch. Tháng 3 tháng 4 âm lịch hoặc là tháng 7 tháng 9 âm lịch. Đấy là năm 2021 có thể triển khai được đối với nhà hướng Bắc nha. Đấy. Còn đâu năm 2020 thì phạm phải thái tuế không nên làm. Đấy. Nên ghi lại tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 9. Lúc đấy là ra Tết chị có thể là báo lại cho phong thủy Tam Nguyên để phong thủy Tam Nguyên xem cụ thể cho. Chị Bảo Quyên có câu hỏi là chồng xem 91 vợ 92 làm nhà hướng nào hợp. Đối với tuổi vợ chồng bạn như này, bạn có thể lựa chọn hướng Đông Bắc hoặc hướng Nam. Chọn hướng Đông Bắc thì vượng con như nào? Con trai như nào? Các con như nào? Bạn Bảo Quyên nếu đang xem livestream thì comment thêm các con như nào. Ở đây mới có là tuổi chồng 91 vợ 92 các con như nào để tư vấn luôn một thẻ xem là chọn như nào hợp. Còn nếu mà xét theo chồng ấy, thì chọn hướng Đông Bắc. Đông Bắc vào những năm tới vận nó được ạ. Từ năm 20 và vận chín 2023 đến 2044 hướng Đông Bắc trục Đông Bắc Tây Nam thì Tam Nguyên đánh giá nó vượng ấy. Ok. Con 2017 Đinh Dậu. Đinh Dậu. Con trai con gái, con gái sau này về nhà chồng không xét, xét con trai thôi. Con trai Đinh Dậu, thôi cứ chọn hướng Đông Bắc thôi, cứ chọn hướng Đông Bắc. Sau này thằng cu này lấy vợ thì chọn cho nó hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông. Sau này lớn nó lấy vợ thì chọn nó hướng Đông Bắc hoặc hướng Đông, Tây Bắc hoặc hướng Đông, quên. Tây Bắc hướng Đông. Còn đâu hiện tại nếu mà có mua đất làm nhà vợ chồng ở, các con ở chọn hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc. Chồng sinh năm 1961 Tân Sửu, vợ 1967 Đinh Mùi. Con trai 1991 Tân Mùi. 61 là 61 Tân Sửu này, 67 Đinh Mùi này, 91 Tân Mùi này, con dâu 95 Ất Hợi này. Bố chồng 1934. 1934 là Giáp Thân này. Nhà hướng Đông Nam 1924 124 đến 131 độ. Nói thôi muốn sửa nhà phần, muốn sửa làm lại phần nhà phương Tây Bắc thì làm vào tháng nào được? Nếu không làm được hay không muốn có làm được không? Muốn tư vấn thiết kế. Vâng. Chị Duyên Lương chị để lại số điện thoại. Chị để lại số điện thoại chi tiết, chị để thêm số điện thoại các bạn sẽ sau trả lời của em thì các bạn sẽ kết nối với chị thêm để hướng dẫn chị. Về cơ bản đối với hướng nhà chị 124 cho đến 131 độ về cơ bản nó sẽ dịch hơi nhiều. 124 cho đến 131 độ thì nếu 124 độ thì nó vẫn là tọa tuất hướng Thìn. Nhưng nếu sang 131 độ thì nó là tọa càn hướng Tốn, khác nhau rồi. Đấy, nó khác nhau rồi, thế cho nên là đo lại được chính xác tốt hơn. 124 độ, 124 độ cho đến 122 tuất hướng Thìn, nhưng từ 127 độ trở đi thì nó là hướng Tốn. Do đó 124 độ trên 131 độ không biết cụ thể vào cái nào. Nhưng nếu như chị muốn tu sửa, nếu như tọa tuất hướng Thìn, nếu như 124 độ trên 127,5 độ tức là tọa tuất hướng Thìn, chị muốn tu sửa năm 2020 thì ok vẫn làm được. Nhưng nếu như mà kể cả là hướng Tốn luôn, tức là tọa càn hướng Tốn, tức là tuất và càn á là phương Tây Bắc á là phần tọa á, thì ok vẫn sửa được, được được nhé. Sửa tháng nào à? Tra luôn này.
Sửa tháng nào? Sửa tháng nào? Sửa tháng nào? Sao Đông Chí? Sao Đông Chí sửa tức là tầm khoảng tháng 11 âm lịch nhá. Quên chưa tra lịch xem là tiết khí đã chuyển từ bao giờ. Nhưng về cơ bản giờ tháng 11 âm lịch thì sửa. Nếu mà còn nếu như năm 2021, nếu năm 2021 mà xây nhà, 2021 xây nhà thì hướng Đông Nam thì không làm được. Khó lắm. Vất vả, bởi hướng Đông Nam năm 2021 thì ngũ hành đại sát đã đáo đến. Nó hơi vất vả nhá. 2021 thì thất xích phá quân năm này rồi. 2021 thì bát bạch nhập lục bạch nhập trung cung, đúng không ạ? 6 này, bấm lên 6 này, 6 7 8 9 này, 1 2 3 4 5 này. Ngũ hành đại sát đã đáo đến Đông Nam rồi. Ngũ hành đại sát đáo đến Đông Nam thì về cơ bản rằng là năm 2021 không làm, không nên xây. Năm nay thì muốn năm nay mà muốn xây á, năm nay mà muốn xây thì khởi công vào cuối năm. Nhưng xây nhà 2 năm thì cũng không có lo. Nhưng xây nhà 2 năm thì sang năm 2021 nhập trạch thì thu khí của ngũ hoàng với cơ bản cũng không vượng, không vượng lắm. Do đó rằng là nếu mà không vội thì nên để 2022 chẳng hạn. Còn nếu mà vội thì về cơ bản vẫn phải khảo sát, thì thầy Tam Nguyên sẽ về khảo sát cho anh chị, sau đó tư vấn cho chị cụ thể xem tháng nào nên làm. Bởi vì khảo sát xong còn đánh giá là phong thủy nó có được đắc cục hay không nữa. Đắc cục hay không nữa. Anh Lê Vũ hỏi là năm 2021 những sơn hướng nào xây mới được. Sắp sửa có video rồi anh nhá. Sắp sửa có video live stream 2021 rồi. À, sắp sửa có video trên YouTube 2021 rồi. Anh chị chú ý đón xem nhé. Tất cả những cái kiến thức về khai sơn lập hướng hay là kiến trúc phong thủy đều được đăng tải trên kênh là Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên. Thì các cô chú chị có thể update những thông tin trên trang, trên kênh YouTube là Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên. Thì trong chắc là 1-2 tuần tới, hoặc trong vòng 1 tuần tới hoặc sang tuần sau, thì sẽ có những cái dần dần bắt đầu sẽ có những cái video nói về khai sơn lập hướng 2021 anh Lưu Huy Vũ nhé. Nhớ chị Duyên Lương nhé, chị để là số điện thoại các bạn sẽ tư vấn thêm cho chị. 2021 hướng Đông Nam không nên làm, còn nếu mà làm được thì vẫn phải thầy Tam Nguyên về khảo sát. Do chị để lại số điện thoại thầy Tam Nguyên về khảo sát tư vấn về thiết kế. Em ơi cho chị xin tài liệu được không? Vâng. Chị không dùng Facebook riêng cái này, còn chị để là số Zalo thôi, các bạn sẽ kết nối Zalo các bạn gửi cho. Chia sẻ video livestream giúp em nhé. Đấy. Chia sẻ video livestream các bạn ấy sẽ kết nối Zalo gửi cho. Bạn Man Vũ có hỏi là cho tôi hỏi tuổi Bính Thìn 1976 năm nay xây nhà tháng nào mấy đẹp, trời ơi. Đấy. Anh Man Vũ chắc anh sẽ cố gắng là xem thêm một số những cái video của chúng em nữa nói về cái việc liên quan đến động thổ xây mới. Đối với việc làm nhà thì quan trọng không phải là tuổi làm vào tháng mấy hay là tuổi tôi làm không này kia các thứ, nó không phải như thế. Làm nhà động thổ nó căn cứ trên yếu tố quan trọng nhất, đó là hướng nhà, để mình xét xem là vận khí có làm được hay không. Ở đây anh Thiếu đưa thông tin về hướng nhà cho nên không đánh giá được là năm nay có làm được hay không hoặc năm nào làm được. Do vậy căn cứ đánh giá vào hướng nhà, chúng ta tính toán trên yếu tố vận, chúng ta căn cứ vào hướng nhà để tính toán yếu tố vận khí của cái hướng đấy nó có được vượng hay không vào cái năm mình muốn triển khai xây dựng. Ví dụ chẳng hạn anh chị muốn triển khai xây dựng vào năm 2020 thì chúng ta phải tính toán là cái hướng nhà đấy năm nay có được vận khí tốt hay không. Vận khí tốt hay không thì nó đánh giá trên cái việc đó là tránh những cái sát khí thì còn lại sẽ là vượng khí. Năm cái sát khí mà chúng ta cần phải tránh trong cái việc xây mới đó là ngũ hoàng đại sát này, thái tuế sát này, tam sát này, mậu kỷ đôi thiên sát và mộ long biến vận sát. Thì những cái sát khí này nó đáo đến ngôi nhà của các cô chú chị thông qua hướng hoặc là tọa. Một số sát khí thì đáo đến hướng thì nó sẽ nguy hiểm, nhưng một số sát khí đáo đến tọa thì nó nguy hiểm. Ví dụ năm 2020 thì chúng ta không xây nhà hướng đông được, bởi vì hướng đông năm nay có ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng. Nhưng ngũ hoàng đại sát đáo đến tọa, tức là xây cái nhà tọa đông hướng tây thì ok, vẫn chọn được tháng vượng để triển khai được, chứ không phải không làm được. Nhưng đáo đến hướng thì chịu, tức là xây cái nhà tọa tây hướng đông thì không làm được. Năm 2020 này thì thái tuế nó đáo đến phương bắc, do nó xây cái nhà tọa bắc hướng nam. À đâu, xây cái nhà tọa nam hướng bắc, tức là nhìn vào hướng thái tuế thì không làm được. Nhưng xây cái nhà mà tọa vào thái tuế nhìn sang hướng nam thì ok, lại làm được. Kiểu thế. Đấy. Năm 2020 thì thân thi tiền tam hợp. Do đó rằng là tam sát sẽ đáo đến ba phương là Tị Ngọ Mùi. À quên. Thân tí thìn tam hợp. Do đó rằng là tam sát nó sẽ đến ba phương là đúng rồi. Ba phương là Hợi Tý, Thân Tý Thìn. Tam sát nó sẽ đến ba phương là Hợi Tý Sửu. Do đó rằng là
Do đó rằng là xây cái nhà mà tọa và tam sát thì cũng không xây được, kiểu thế. Bởi vậy cho nên rằng là cái yếu tố là rồi là mộ long biếm và sát và mộ kỷ đô thiên sát nữa, rồi là âm phủ sát, thì những cái sát đấy là những sát rất nguy hiểm. Đấy. Bởi vậy cho nên rằng là đúng rồi, tam sát đến ba phương là tìm ngò mùi. Do đó là xây cái nhà mà phạm phải những sát khí như thế thì nó không có vượng. Bởi vậy cho nên rằng là người ta tính toán trên yếu tố tránh những sát khí như vậy thì nó sẽ còn lại những cái vượng khí để chúng ta triển khai xây dựng. Thì năm 2021 thì sẽ có rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải tính toán. Vì 2021 hướng nhà Đông Nam là cái hướng mà ngũ quan đại sát đao đến, không có xây được. Vậy. Do đó nó không phải cái việc là tuổi anh xây vào tháng nào vẫn phải tính toán trên vận khí hướng nhà. Hướng Bắc không làm được, chị Huyền Phạm hướng Bắc năm nay ngũ quan đại sát không làm được. Muốn giải đáp. Anh Lê Huy Vũ hỏi, bạn ấy cho mình hỏi một thắc mắc, muốn hỏi là bạn thầy Nguyên giải đáp. Khi xem phong thủy để tính sát hung thì lấy nước làm thủy, ở những nơi mà có thủy thì dùng đường xá làm thủy, áp dụng như thủy bình thường, đúng rồi. Nhưng mình thấy thủy của nước và thủy của đường nó khác nhau ở chỗ thủy của nước thì chỉ đi theo một hướng, trong khi thủy của đường thì lúc đi ngược đi xuôi. Đấy, vậy vấn đề này giải quyết như thế nào? Về cơ bản rằng là như này, cái xét về yếu tố về sát khí, dĩ nhiên là chúng ta tính toán yếu tố về nạp thủy thì người ta tính toán đến yếu tố về thủy lai thủy khứ. Đấy, đến yếu tố về thủy lai thủy khứ thì về cơ bản rằng là đối với dòng nước thì nó có dòng nước đến và dòng nước đi, đúng không ạ? Thì người ta tính sát theo thủy lai nó nguy hiểm hơn, một số sát người ta tính thủy khứ, tức là thủy đến thủy đi á. Còn đối với đường xá nó mang yếu tố về bão thủy, tức là đường xá đi lòng vòng như này này. Đấy. Do đó là người ta vẫn tính toán đến yếu tố là nếu như phương sát nó đến từ cái vị trí mà đón được cái yếu tố thủy của cái đường đấy thì về cơ bản vẫn sát thì bình thường. Nhất là yếu tố về ngã ba thì càng sát. Do đó rằng là đối với yếu tố về đường xá thì lúc này nó bao hàm cả luôn. Còn đối ví dụ chẳng hạn xét về yếu tố thủy đến thủy đi thì lúc này người ta xét tách ra, ví dụ như là trong cái việc thiết kế đối với bản vẽ hồ sơ phong thủy chẳng hạn thì chúng ta có đường nước cấp nước vào, đúng không ạ, nước sạch cấp vào và thoát nước ra là thoát nước của đường bể phốt, đúng không ạ, thì chúng ta cũng xét về nước đến nước đi thì cái việc nước đến từ phía bên nào, nước đi phía nào, cái đấy rất quan trọng. Nước đến nước đi đến phía nào, cái đấy rất quan trọng, kiểu thế. Còn đối với đường xá đi lại thì người ta thì lúc này chúng ta xét cả, nếu như thấy đường xá đường thủy ở phía bên đấy thôi là chúng ta phần phải lưu tâm rất kỹ rồi. Còn đâu rằng là một số trường hợp khác, ví dụ như đường sông đường nước thì người ta tính đến cái thủy lai, tức là đường thủy đến. Câu hỏi nào khác nữa? Các câu hỏi tiếp theo các cô chú anh chị ạ, thì những cái mà liên quan đến thiết kế phong thủy ạ, ví dụ chị Duyên Lương chẳng hạn, như chị Duyên Lương ví dụ như là trường hợp của chị ví dụ trường hợp của chị Duyên Lương, khi mà chúng em về tiến hành khảo sát thì sẽ trả kết quả thông qua bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như này này. Thầy em sẽ trả, chúng em sẽ tư vấn khảo sát tư vấn và trả hồ sơ kết quả bộ hồ sơ như này, thì với bộ hồ sơ như này thì nó sẽ thể hiện rất rõ các hạng mục liên quan bên trong, ví dụ như là mặt bằng, tọa hướng, rồi là các yếu tố về màu sắc họa sơn, họa sắc, họa tiết màu sắc đều được thể hiện rất rõ. Họa tiết màu sắc đều thể hiện rất rõ trong cái bản vẽ như thế này. Các cái mặt bằng công năng, rồi là yếu tố về kích thước cổng cửa, rồi là họa tiết trang trí, rồi là yếu tố về bố trí công trình ngầm, đường nước ra, đường nước vào, bể phốt, bể nước cũng được thể hiện rất là cụ thể trong đây. Đây, ví dụ như là ví dụ đây là cái mặt bằng mà thể hiện đường đường nước ra nước vào đầu lỗ.
Đây, ví dụ như anh Lê Vũ, đây là cái đây là cái trường hợp mà xét yếu tố bể phốt bể nước này, nước vào cấp ở đây này, nước ra cấp ở đây này. Đấy, thế trên nhiều người thắc mắc bảo tại sao bể phốt đây không đi thẳng tuột ra đây, đấy, mà lại phải vòng xuống đây đi đây. Ở nguyên tắc phong thủy như thế, đấy, không đi thẳng được, đi thẳng như kia nó phạm sát, nhìn kia phạm sát. Rồi các cô chú anh chị đang xem video livestream đâu rồi? Có các câu hỏi nào đặt ra tiếp thì các câu hỏi khác đặt ra thì chúng ta hãy cùng nhau giao lưu để mà trao đổi với nhau. Long sinh bát sát là gì, có nguy hiểm không? Long sinh bát sát là một trong những cái sát hàng đầu trong phong thủy luôn. Bất cứ người thầy phong thủy nào ứng dụng phong thủy đều phải tính toán yếu tố sát khí này. Người ta long sinh bát sát thì nó thể hiện qua yếu tố về hình thế, qua yếu tố loan đầu. Long sinh bát sát là cái yếu tố về sát khí do cái xung khắc ngũ hành của cái phương đến khí đến với phương tọa. Đến phương tọa, nó theo khẩu quyết đúng không ạ? Khảm long khôn thố trấn sơn hầu đúng không? Tốn kê càn mã đoài sào đầu, cấn hổ ly chư vi sát diệu, phạm vi mộ trạch bất tỳ hưu đúng không? Tức là đối với cái nhà hướng, đối với nhà nó tọa bắc mà hướng nam. Đấy, thì người ta tránh cái phương sát nó đến từ cái phương thìn, tức là phương đông nam. Ví dụ tính từ tâm của cái cục đất đấy, đối với cái nhà tọa bắc hướng nam mà nhìn sang phía bên phương đông nam, phương thìn đấy, mà nếu phương đấy nó có ngã ba hoặc là có tòa nhà xây lớn hoặc là có cái không phải tính vòng trường sinh, dĩ nhiên là vòng trường sinh nó tính thủy pháp, nhưng mà cơ bản rằng là cái này nó tính rất dễ thôi, anh cứ nhớ khẩu quyết là anh có thể luận ra được, nhưng về cơ bản khảo sát nhiều thì anh mới có kinh nghiệm trong việc luận đoán này. Thì nếu như ở cái phương sát mà nó có những cái ví dụ như là có ngã ba bão khí, hoặc là có tòa nhà xây lớn ở đấy, hoặc là có hồ nước, hoặc là có những công trình trấn yểm ở khu vực đấy, thì đều gọi là sát khí không có vượng. Chị Huyền Phạm có hỏi là chi phí khi thầy về khảo sát và lập hồ sơ phong thủy giá bao tiền cho mời? Cái này căn cứ vào nhiều yếu tố. Cái để mà chúng em có thể căn cứ báo phí chị được, nó cần căn cứ vào diện tích nhà chị như thế nào, chị xây bao nhiêu tầng, mỗi tầng là diện tích bao nhiêu, diện tích đất của chị là như thế nào, vị trí chị muốn khảo sát như thế nào, thì lúc đấy là đội ngũ trợ lý và thư ký mới có thể tính toán và báo cho chị cái mức phí được. Thì cái này chị có thể là trao đổi với các bạn trợ lý thêm, nếu chị đang kết nối với bạn trợ lý nào mà đang tư vấn cho chị ấy, thì các bạn sẽ tư vấn thêm cho chị kỹ hơn. Hoàng Tuyền ai khác, anh Lê Huy Vũ ạ. Hoàng Tuyền ai khác, Hoàng Tuyền trong sát khí, trong sát đối với cách cục loan đầu thì người ta xét về long sinh bát sát và Hoàng Tuyền sát. Đấy, Hoàng Tuyền thì khẩu quyết lại khác. Hoàng Tuyền thì nó lại tính sát theo cách khác, chứ nó không tính sát giống như là long sinh. Hoàng Tuyền khẩu quyết, Hoàng Tuyền của nó lại tính theo khẩu quyết là canh đinh khôn thượng thị Hoàng Tuyền đúng không? Ất bính tu vòng tốn thủy tiên, giáp quý hướng trung hưu kiến cấn, tân nhâm thủy lộ phạ đương kiền. Đấy, cái này nó tính theo kiểu khác. Tức là canh đinh khôn, tức là cái nhà hướng khôn, cái nhà mà hướng khôn. Hoàng Tuyền lại tính theo hướng, bạn long sinh bát sát tính theo tọa, nhà hướng khôn mà có thủy đến từ phương canh hoặc phương đinh thì nó phạm vào Hoàng Tuyền. Ất bính tư phòng tốn thủy tiên, tức là nhà mà hướng tốn mà có thủy đến từ phương ất và hướng hoặc là phương bính thì nó gọi là phạm Hoàng Tuyền. Thì mỗi cái nó tính khác nhau, nó tính có cái nó long sinh bát sát nó tính sát vào tọa, còn lâu Hoàng Tuyền nó tính sát vào hướng. Sát hướng, do đó cách sử dụng la kinh nó khác. Về cơ bản là có lẽ cái này thì một thời gian tới thì em cũng sẽ làm việc với thầy Tam Nguyên để cho ra cái khóa sử dụng la kinh Ngọc Phúc Đường. Sử dụng la kinh Ngọc Phúc Đường. Anh Lê Vũ, anh có thể mua cái la kinh Ngọc Phúc Đường về. Trên la kinh Ngọc Phúc Đường có in vòng Hoàng Tuyền rồi, thế nên tính nhanh mà. Trên la kinh Ngọc Phúc Đường cũng có vòng Hoàng Tuyền rồi, cho nên tính nó sẽ nhanh thôi. Đâu rồi các cô chú chị khác đâu, đặt câu hỏi đi. Chúng ta giao lưu bây giờ đang là 12 giờ 13 phút, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa giao lưu thôi. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa giao lưu thì sẽ đóng live stream ngày hôm nay. Em hỏi thêm tí nữa là các cô chú anh chị mà đang xem live stream này, nhà các cô chú anh chị hoặc cửa hàng có đang thờ Bát Hờn Tài không? Nếu mà có thờ Bát Hờn Tài thì có lẽ live stream sau thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp các cô chú anh chị cách bài trí Bát Hờn Tài ha. Đấy, để mà chúng ta hỏi đáp luôn trong quá trình live stream. Mọi người sẽ xem cho là em live stream em bài trí một cái Bát Hờn Tài như thế nào. Rồi là trong cái quá trình mà em bài trí, các cô chú anh chị có những câu hỏi rồi đặt ra có thể hỏi luôn thì cũng sẽ rất là nhanh. Đấy là một cái chủ đề em gợi ý chẳng hạn, kiểu thế. Còn đâu nếu không thì chúng ta vẫn cứ mang tính chất là hỏi đáp những câu hỏi liên quan đến giải đáp phong thủy nhà ở như thế này, khai sơn lập hướng, rồi là xây mới hoặc sửa chữa nhà,
hoặc là chọn tuổi chọn nó tiếc rồi là hướng nhà hợp. Nhớ các cô chú anh chị chia sẻ video livestream với nhiều người, những bạn bè nào mà quan tâm đến phong thủy thì tăng tên vào để họ nhận tài liệu. Đấy, nhận tài liệu miễn phí qua tặng mà. Anh Trình Nguyễn Hiếu có hỏi là cho hỏi nhà hướng Tây Bắc, sinh năm 1980, vợ 1982, hai con gái là 2018, vậy hợp với phong thủy không ạ? Nhà hướng Tây Bắc. Anh Lưu Vũ chờ em chút, em giải đáp câu hỏi bạn Nguyễn Hiếu cái đó. Nhà hướng Tây Bắc, nhà hướng Tây Bắc, chồng 1980 canh thân, vợ 82 nhâm tuất, hai con gái 2018, vậy có hợp phong thủy không? Xét về định long tam hợp phái thì về cơ bản rằng là nếu xét về định long tam hợp phái thì về cơ bản là đối với ở cái nhà hướng này thì nó cũng không có cái điều gì mà xấu đối với hướng cả. Nhưng nếu mà lựa chọn cái hướng nhà mà hợp long á thì gia đình mình chọn lên hướng Tây hoặc hướng Nam thì nó cũng ok hơn. Hướng Tây và hướng Nam sẽ ok hơn anh Hiếu ạ. Hướng Tây và hướng Nam ok hơn. Còn nó xấu đẹp hay không, nó không nằm ở hướng. Đừng đặt những câu hỏi theo kiểu là ở nhà hướng này có bị làm sao không, hay hướng này có xấu không. Trong phong thủy chính phái không có kiểu xét hướng xấu hay đẹp, nó nằm ở hướng nhà cả. Đấy. Hướng nhà này nó chỉ luận giải được yếu tố phần nào thôi. Hướng nhà thì chỉ luận giải yếu tố phần nào thôi. Ví dụ là hướng nhà chúng ta có thể luận giải yếu tố về vận khí từng năm. Nó có được vượng hay không? Vận khí từng năm nó có được vượng hay không? Ví dụ là bảo hướng Tây Bắc năm nay có vượng hay không thì cũng có thể đánh giá được. Hay năm nào thì vượng có thể đánh giá được. Còn ở nhà có tốt hay không thì chưa đánh giá được. Về tốt đẹp hay không nó còn nằm ở yếu tố khác nữa. Nó nằm ở yếu tố gì? Nằm ở yếu tố về cách cục phong thủy như thế nào, chúng ta cần phải khảo sát để xem là phong thủy bên trong bên ngoài ngôi nhà ra sao, có được đẹp hay không, lúc đấy mới đánh giá được đẹp hay không. Chị Thiệp Cưới Mai Chi, em ơi dùng kim quy, long quy bằng đá để trấn trạch được không hay bằng đồng? Về cơ bản là hai chất liệu đấy đều trấn trạch được. Nhưng nếu mà sử dụng bằng đá thì chị cần phải sử dụng bằng đá, loại đá tốt cơ, mà nó rất là đắt. Còn nếu mà sử dụng loại bột đá, chị mà mua nhầm loại bột đá hay là đá không chất lượng á, là rất nguy hiểm. Thì thà rằng á, chị sử dụng bằng đồng thì ok hơn. Bởi bằng đồng nó còn được nạp cốt. Nạp cốt bên trong nó kích hoạt năng lượng và bằng đồng nó kỵ tà tốt. Còn bằng đá, một chị sử dụng loại đá xịn. Loại đá xịn thì rất là đắt. Loại đá xịn thì rất là đắt. Đấy, còn chấn bằng đá thì cũng được. Tuy nhiên là bằng đá thì trong quá trình thi công thì cũng sợ rằng là thợ nó mà va chạm mạnh cái thì có thể bể mất linh bật. Thế nên dùng bằng đồng thì cũng ok được. Vấn đề gì? Bằng đồng thì phải được khai quang và nạp chú đầy đủ chứ không dùng hầm bà làng được. Anh Lê Vũ, anh chưa biết chi về phong thủy cả, muốn học theo trường phái của bạn này. Trường phái em là tam hợp phái. Về cơ bản là nếu như anh muốn nghiên cứu về tam hợp phái ấy, thì trường phái phong thủy thì nó có nhiều trường phái khác nhau. Có trường phái thì nghiên cứu nhiều về lý khí, có trường phái nghiên cứu nhiều về loan đầu. Tam hợp phái là trường phái chúng em nó có sự kết hợp giao thoa giữa cả hình thế, lý khí rồi loan đầu kết hợp cả. Nếu mà anh muốn đọc, nhưng về cơ bản là tất cả các chân thư, các sách của các chân thư, các mệnh sư viết ngày xưa đều xét yếu tố phong thủy trên yếu tố về cách cục, trên yếu tố về bố cục, về yếu tố về sắp xếp, về yếu tố về tổng quan, về yếu tố về hình thế, chứ không có cái kiểu đông tứ trạch, tây tứ trạch gì cả. Thế cho nên là các anh chị bất cứ những cuốn sách nào nói về đông tứ trạch, tây tứ trạch là mình bỏ, mình không có học. Còn nếu như ban đầu anh Lưu Vũ anh nghiên cứu về sách về tam hợp phái thì anh cũng có thể đọc cuốn Dương Trạch Tam Yếu, cuốn Địa Lý Diệu Ngũ Quyết. Cuốn Địa Lý Ngũ Quyết, Địa Lý Ngũ Quyết thì nó sẽ nói về năm cái yếu tố trong phong thủy để mà luận giải những yếu tố về cách cục cát hung, bao gồm là sa sơn huyệt thủy hướng. Thì anh có thể đọc cái cuốn Dương Trạch, cuốn Địa Lý Ngũ Quyết. Bên em cũng có ấy. Các bạn anh cần mua thì anh có thể inbox để các bạn tư vấn thêm cho. Đấy. Đọc cuốn Dương Trạch Tam Yếu thì anh sẽ nắm được thêm về thế nào là hướng, thế nào là huyệt các thứ. Đấy. Nhưng mà tam hợp phái thì ứng dụng rất nhiều trong yếu tố về âm phần, về yếu tố về âm trạch, tức là phải tìm long tìm huyệt. Đấy. Thì việc này nếu anh có cơ duyên tìm được một người thầy thì anh đi tầm long điểm huyệt nhiều thì anh cũng sẽ có thêm kinh nghiệm. Vợ chồng em nhà xin chào em nhà anh 1974, nhà anh 1974 giáp dần, nhà hướng nào và cổng hướng nào đẹp? Lại câu hỏi liên quan đến cổng, hai khái niệm này rất là hay nha. Em cũng trao đổi luôn với các cô chú anh chị về cái câu hỏi của anh Mạnh Hùng, đó là anh xem 1974 giáp dần thì nhà hướng nào hợp và cổng hướng nào hợp. Em sẽ tách làm hai vế, em sẽ trả lời về hướng nhà nào hợp, còn cổng thì em sẽ là câu chuyện khác.
cái việc hướng nhà nào hợp ấy, thì xét theo định long tam hợp phái của bên em, anh có thể lựa chọn hướng tây nam hoặc hướng đông nam anh ở thì ok. Hướng đông nam hoặc tây nam ở, đặc biệt hướng đông nam nha, anh chọn hướng đông nam thì nó vượng hơn. À, nhưng vẫn là câu nói em nói đấy mới chỉ là hợp long thôi, còn đâu đắc thủy hay không thì về khảo sát thì xem yếu tố về cách cục tổng quan của cái trạch đất đấy nó như thế nào. À, rồi là anh muốn xây nhà thì đặt cái nhà ở đâu trên đất, đúng không ạ? Đấy, lập hướng về hướng nào, đúng không? Lập hướng là hướng đông nam rồi, đúng không ạ? Đấy nhá, sau đó thì chúng ta mới tính toán cái cổng. Cổng rất nhiều người đặt câu hỏi là em tuổi này đặt cổng hướng nào, hướng nào mà chả là hướng, đúng không ạ? Hướng nào chả là hướng. Nhưng quan trọng hơn đó là cái xét theo vị. Đặt cổng thì dĩ nhiên rằng là nó phải theo cái thế đất thế đường, đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn cái nhà chúng ta cái mặt đường nó đi thế này, ông không thể nào mở cổng mà cái cổng phía bên đấy lại nhìn sang hàng xóm được, đi lối nào, đúng không ạ? Không thể đi được. Đấy, do đó rằng là cái cổng nó cũng phải theo thế đất thế đường. Đấy, cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái cổng nó đặt theo vị trí chứ nó không phải đặt theo hướng. Vị trí chỗ cổng ở đây là chúng ta phải tính toán yếu tố được từ cái tâm của cái cổng đấy đến tâm của cái nhà, hay nói cách khác là chúng ta tính từ tâm của cái nhà ra vị trí của cổng thì xem cái cổng nó nạp vào khí gì. Cái này phải tính toán theo yếu tố về 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 yếu tố về về thủy pháp ở trong phong thủy để xem là chúng ta nạp khí thu khí từ cái cổng đấy vào trong ngôi nhà được vượng hay không. Tại vì rằng là chúng ta nạp khí từ đại môn của cái nhà, tức là cửa chính của cái nhà thì nó bổ khí cho các công năng ở trong nhà. Ví dụ như là chúng ta tính toán đến đến cái vị trí của cái ban thờ, đến cái vị trí của cửa chính để chúng ta tính toán nạp khí từ cửa chính nó có tạo sát khí đối với ban thờ hay không chẳng hạn. Còn đâu đối với cái cổng thì chúng ta lại phải tính toán là vị trí tâm của cái nhà ra đến cái cổng thì xem là nạp khí của cổng đấy có tốt cho cái nhà hay không. Nếu như đặt cổng ở vị trí vượng khí thì nó thu được nhiều cát khí thì tốt cho cả nhà. Còn nếu mà cái nhà xây đẹp đến mấy mà đặt cái cổng sai, thu về sát khí thì cũng sớm muộn là ra trò. Đấy, sớm muộn thì cũng sẽ dính chưởng. Do đó rất nhiều trường hợp thầy em về khảo sát và di chuyển cổng. Rất nhiều trường hợp thầy em về khảo sát và chuyển cổng. Rất nhiều trường hợp khảo sát chuyển cổng. Đây chính là cái mà câu chuyện mà anh Lê Huy Vũ hỏi ấy. Đó là đặt cổng ở vị trí nào. Ví dụ hạn, nếu như cái nhà mà tọa, ví dụ chúng ta nói về long sinh bát sát, nếu như cái nhà mà tọa khảm hướng ly, tức là tọa bắc hướng nam, đúng không ạ? Mà cái cổng mà chúng ta đã mở phương thìn thì đấy là phương sát long. Là hỏng rồi, đúng không ạ? Là hỏng rồi. Do đó cái nhà có biệt thự đến mấy nhưng ở trong cái nhà đấy thì sớm muộn thì cũng sẽ có chuyện xảy ra, là có thể là mất của hoặc là nặng hơn thì ly tán kiểu thế. Do đó cái vị trí cổng rất quan trọng, nhưng cổng người ta không tính hướng mà người ta tính vị trí. Vị trí đây là tính từ cả một cái cục của cái ngôi nhà. Đây ví dụ như này, cụ thể như này nha, cụ thể như này các anh chị nắm được này. Đây ví dụ hạn, trong cái hồ sơ phong thủy nó có một cái phương án là quy hoạch tổng thể như này, thì các anh chị thấy là đối với cái nhà này nó có một trường hợp như sau, đó là nó có một cái khuôn đất là như thế này, đúng không ạ? Khuôn đất là như thế này thì ở đây quy hoạch hai cái hạng mục, thứ nhất là nhà thờ và cái hai là nhà ở. Nhà ở đây đúng không ạ? Nhà thờ và nhà ở nó cách nhau một cái khoảng ở đây này, thì ở đây các không gian còn lại người ta làm sân, đúng không ạ? Chỗ để ô tô này kia các thứ, thì cổng mở ở đâu? Cổng mở ở đây. Vậy đặt cổng có thể mở ở đây, cổng có thể mở ở đây, cổng có thể mở ở chỗ khác, chỗ khác, chỗ khác, ở mở đây, mở đây. Nhưng tại sao mở ở đây? Bởi vì mở ở đây nó mới vượng đó. Thì trong cái phong thủy quy hoạch là người ta phải tính toán yếu tố đấy, đặc biệt là quy hoạch những hạng mục, ví dụ như là nhà máy, xí nghiệp, công trình, thì cái việc đặt cổng khai quan trọng. Chứ không phải là chúng ta cứ 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 đặt cổng một cách tùy ý được thì cái đấy nó sai. Do đó là cái nhà có xây đẹp đến mấy nhưng mà cổng đặt sai thì vẫn hẹo. Quan trọng của người thầy, thầy em hiện tại thì cũng chưa có nhiều thời gian để mà thu nhận đệ tử, do đó là anh có thể tham khảo các cái video khóa học của thầy thôi. Chị Nết Trần, anh chị Nết Trần có câu hỏi là trong gia đình bố con tuổi thân xung nhau dùng vật phẩm gì phong thủy bớt xung ạ? Với cái việc mà xung khắc về địa chi thì trong phong thủy người ta có thể ứng dụng được, trong thủy người ta có thể ứng dụng được một cái phương án hóa giải, đó người ta gọi là tam hợp quyên xung. Đó là anh có thể sử dụng một cái yếu tố về nhị hợp để hóa giải xung giữa 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 tứ hành xung này. Ví dụ như là người ta dùng nhị hợp, ví dụ như là dần xung với thân, đúng không ạ? Thì người ta có thể sử dụng đó là con giáp, đó là con giáp tỵ. Đấy, hoặc là người ta có thể sử dụng con giáp hợi để người ta hóa giải. Tức là anh sử dụng linh vật tỵ hoặc là hợi anh đặt ở trong ngôi nhà, một con thôi, tỵ hoặc là hợi, bởi vì rằng là người ta lấy nhị hợp để tham hợp quyên xung, mà lấy nhị hợp để hóa giải. Bởi vì là tỵ thân nhị hợp hoặc là dần hợi nhị hợp, do đó người ta sẽ sử dụng cái con giáp đấy là con giáp tỵ hoặc là con giáp hợi. Thì với các bạn anh chị nên sử dụng cái con giáp này với cái phương án là được nạp cốt khai quang trì chú điểm nhãn thì nó sẽ phát huy công hiệu. Thì cái này các bạn cũng có thể inbox sang cho anh và gửi hình ảnh linh vật qua cho anh nắm được. Đấy, về tỵ quý thuần hoặc là hợi quý thuần thì cũng sẽ rất là tốt. Thì để hóa giải.
Nó dài. Đâu ạ? Còn ai có câu hỏi nào không ạ? Còn ai câu hỏi nào không ạ? Xem nào. Bây giờ là 12h24 rồi. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ em xin phép sẽ kết thúc buổi livestream ngày hôm nay nha. Các cô chú anh chị nào vào sau mà theo dõi video livestream này mà chưa có nhận được tài liệu ấy, thì chúng ta cứ chia sẻ video livestream đến với nhiều người nhé. Sau đó thì inbox sang bên fanpage đấy, bao gồm là hoặc comment xuống dưới bình luận ấy, là tôi muốn nhận tài liệu cộng với cái số điện thoại Zalo kết nối được để các bạn trợ lý sẽ kết nối với cô chú anh chị gửi tài liệu cho. Đấy, đây là cái tài liệu mà đây là tài liệu đây. Đây là tài liệu tổng hợp xây dựng ekip từ năm 1956 cho đến năm 2015 Ất Mùi, 1956 Bính Thân cho đến năm 2015 Ất Mùi. Đấy, đến mấy chục năm gần một hoa giáp luôn. Đấy, thì để chúng ta có thể tra cứu rất là dễ thông qua cái việc là tuổi này thì nên chọn tuổi ekip như nào, tam hợp, nhị hợp, lộc mã, quý nhân, đúng không ạ? Tránh tuổi nào thì cũng được thể hiện rất rõ. Cái việc chúng ta sử dụng ekip này để làm gì? Để dựng vợ cả chồng, sinh con đẻ cái, tuyển chọn nhân viên, tuyển chọn đối tác, lựa chọn lãnh đạo. Rất nhiều cái phương án khác nhau để chúng ta tuyển chọn này, đặc biệt là đối với những ai mà có nhân viên làm việc á, thì chúng ta căn cứ này chúng ta tuyển nhân viên rất là dễ. Đấy, tìm nhân viên hợp tuổi rất là dễ. Đấy, các cô chú anh chị theo dõi video livestream nếu thấy hay thì có thể là chia sẻ đến với nhiều người hơn, hoặc là chúng ta bình luận một cái lời chia tay để mà Đức Trung biết, hoặc là chúng ta hãy bình luận những cái mong muốn về cái chủ đề tiếp theo các cô chú anh chị muốn Đức Trung chia sẻ trong video tiếp theo sẽ chia sẻ cái gì, để chúng ta có nhiều cái cội giao lưu với nhau. Nhâm Tuất ở nhà hướng nào, Đông Nam hoặc Tây Nam anh Nam Kim Chỉ ạ? Đông Nam hoặc Tây Nam. Đông Nam hoặc Tây Nam nhé. Các cô chú anh chị bình luận xuống dưới video cái chủ đề cần được chia sẻ tiếp theo nhé, thì Đức Trung sẽ hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Có thể là sẽ là thứ sáu tuần sau chẳng hạn, chúng ta sẽ giao lưu với nhau nhé, để mà cùng giải đáp các thắc mắc phong thủy, chia sẻ video cũng như là bình luận xuống bên dưới. Tôi muốn nhận tài liệu cộng với số điện thoại để các bạn sẽ gửi tài liệu đến cô chú anh chị dễ hơn. Hoặc là ai muốn tham khảo cái bộ hồ sơ phong thủy mẫu thì cũng có thể là nhắn tin đến Zalo để mà đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm các cô chú chị cái bộ hồ sơ phong thủy mẫu của phong thủy viên, để mình đấy mình căn cứ để mà sau này mình làm nhà thì mình cũng biết nhé. Đi chung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào.